hàng đâu. Tiền đâu? Xem hàng chẳng có tiền. Đồng chí Thắng, cho bảo vệ hiện trường, lập biên bản thu giữ tang vật, gọi xe cấp cứu, giải quyết thương vong. Rõ. Yeah!
Báo cáo anh, đây là hung thủ. Còn những nạn nhân nằm ở trong nhà. Các đồng chí cho tiến hành bảo vệ hiện trường. Rõ. Trong vòng 6 tháng, cả nước đã có 11 vụ ngáo đá giết người thân. Vụ này 3 mạng, chỉ có cháu bé 3 tuổi đang ngủ còn sống sót. Cho đến bây giờ, thằng này nó vẫn chưa dứt cơn ngáo, cho nên anh em vẫn chưa lấy được lời khai của nó. Đau xót quá các đồng chí ạ. Thật là đau xót. Thế nhân thân của thằng thế nào? Báo cáo, hắn là con lớn trong một gia đình, còn có một người em trai sinh đôi tên Long, cũng nghiện ngập, được chính đồng chí Lam đưa đi cai nghiện mấy tháng trước. Bọn nghiện bây giờ là quay sang chơi ma túy đá để nhanh phê. Cái thứ này thì đánh thẳng vào hệ thần kinh, gây ra cái chứng là loạn thần hoang tưởng. Đặc trưng của cái hiện tượng này là ảo giác, ảo thị, ảo thanh. Báo cáo, mấy tên đợt trước mình đưa đi cai còn khoe khoang là chúng nghe thấy ánh sáng và nhìn được âm thanh. Mấy cái ngữ như vậy tốt nhất chúng ta nên tránh xa, chứ lại gần có khi là đổ máu oan đấy. Sao đồng chí lại có suy nghĩ đó? Cô Lam là một sinh viên của Học viện Cảnh sát đang thực tập ở dưới huyện, đã dám đối mặt để cứu cái ông mà bị thằng Tòng chém. Ai cũng lo cho mình như cậu á thì chết à? Công an phải là hiệp sĩ bảo vệ người dân chứ. Con, bố đâu rồi mẹ? Bố vừa đi ra sau vườn con ạ. À mà này, mẹ nghe loáng thoáng anh Phú ở công an phường, anh bảo thấy con đánh nhau với thằng Ngáo. Mà con nhà ai đấy con? Còn gái có đứa biết tí võ vẽ ra đường đánh nhau thế, ai người ta để ý nữa. Mẹ ơi là mẹ, đó là cậu học sinh Ngáo đá bị ảo giác nên là cầm dao chém lung tung, chém chết cả gia đình cậu ấy đấy mẹ. Trời ơi, nguy hiểm như thế tại sao con đánh nhau với nó? Con đâu có đánh nhau, con chỉ tìm cách ngăn cản cậu ấy thôi. Ngăn thế nào được, nó cầm dao cơ mà. Lần sau ấy, thấy những chỗ đánh nhau ấy con tránh xa ra, không thiệt đến thân đấy. Bà nói thế mà nghe được à? Con mình nó là công an, giữa đường gặp chuyện nó ra tay như thế là đúng rồi. Nhưng nó là con gái. Con gái cũng là công an. Thôi, bố mẹ đừng có cãi nhau nữa. Con tranh thủ về chào bố mẹ, dù chiều phải quay lại trường rồi đấy. Ừ, bố nghe chú Phú nói rồi. Bố dặn nhà mình phải kín miệng chuyện này, chờ sự chỉ đạo của cấp trên. Thế chiều con phải đi ngay à? Để mẹ nấu cơm ăn xong đã rồi đi. Vâng, con đói lắm rồi đây mẹ. Rồi, mẹ nấu tí là xong rồi. Anh ta hành tung rất là bí ẩn, nhưng lại rất là giỏi võ. Mà dân giỏi võ vùng này chỉ có học trò của võ sư Ngô Xuân. Võ sư Ngô Xuân? Ông ta là ai? Dạ, là đại võ sư Phái Nhất Nam, nhà ở gần trường tiểu học. Học trò của cụ rất là đông. Kể biết được anh chàng ấy là ai thì tặng cho anh ấy cái giấy khen. Hiệp sĩ đường phố bây giờ rất đáng biểu dương. Chúng ta không thể có mặt mọi lúc mọi nơi khi người dân gặp nguy hiểm. Cho nên sẽ xác minh bằng được địa chỉ của cậu ấy nhé. Tôi không cần nóng lên.
Bà chị cho em hỏi, anh Tuân Sứt có ai qua đây không? Không biết. Anh Tuân Sứt bao bên hàng hóa ấy. Đã bảo không biết. Con hàng rất đáng ngờ, nó đang dò hỏi về đại ca. Ê! Thằng kia, mày đang nào? Mày coi gọi, điếc tai bố mày. Xuống xe, bố mày kiểm tra giấy tờ. Con lợn này, mày là thằng nào? Vào vùng này làm gì? Vào làm gì? Kệ bố mày. Thằng này láo, mày vào đây là phải xuất trình giấy tờ, biết chưa? Bọn mày là cái gì mà tao phải xuất trình giấy tờ? Mày đang chó này, giết nó cho tao. Không cần nói, luôn cần làm để thấu hiểu. Không cần thấy, luôn những thân bài nhược tiểu. Thiên thần chất đuôi đeo mặt nạ ác. Tìm một chân lý, bao đôi mắt nhìn theo xem thường và dè biểu. Thầm lặng không cần người khác hiểu. Trầm lặng sứ mệnh nằm trên vai. Bước trong ngay trước mặt anh không thể khoanh tay. Mắt anh chứng kiến nhiều tội ác con người ướm mầm. Phát trôi bước căn hóa bạn cánh tay cổ thụ. Tai anh nghe thấy nhiều tội ác con người dám cầm. Bao người bao nhà biết bao đêm không thể ngủ. Làm sao đưa nó ra ánh sáng? Làm sao? Làm sao trừng phạt cho thích đáng? Làm sao? Lòng anh tin tưởng những tiếng sóng. Muốn kết thúc chuyện này bằng dấu chấm. Mãn nhãn anh Đức ạ. Có lẽ cả đất nước Việt Nam không có một công trình nào vĩ đại như thế này. Nó mọc lên giữa núi rừng Hưng Hòa. Thật là một kiệt tác. Ừ, mời các anh. Ờ, vâng. Anh Đức ạ, công trình này hoàn thành thì chắc chắn sẽ đưa được vào kỷ lục Guinness đấy ạ. Cảm ơn các anh các chị quá khen. Mời các anh các chị. Vâng. Báo cáo các anh chị, lãnh đạo địa phương và các anh em nhà báo, công trình resort này là bao nhiêu tâm huyết của anh Quách Đại Đức, Chủ tịch Tập đoàn Quang Linh dành tặng cho đồng bào địa phương để tạo điểm nhấn nhằm phát triển du lịch và kinh tế tại khu vực cực kỳ khó khăn này. Tạo công ăn việc làm cho bà con ở vùng địa phương, quả thật đây là một doanh nghiệp có tấm lòng vàng, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Ông Đức này ấy, thì vua biết tên, chúa biết mặt, nhân dân cả nước đều biết anh ấy. Anh là một Bill Gates của Việt Nam đấy. Cảm ơn các anh quá khen. Nhưng thực sự là tôi thấy còn xấu hổ lắm. Đã làm được gì đâu ạ. Chẳng qua là cũng góp một chút nho nhỏ vào cùng với chính quyền địa phương tháo gỡ những khó khăn. Tôi hy vọng khi công trình này được hoàn thành cùng với một chuỗi các công trình chúng tôi đang đưa vào đầu tư tại đây sẽ một phần tháo gỡ khó khăn với địa phương. Xuất phát từ ý tưởng nào mà anh lại cho xây dựng một công trình trên cả tuyệt vời như thế này ạ? Bởi vì đây là một vùng đất rất giàu tiềm năng du lịch. Cảnh quan thiên nhiên ở đây thì thật là kỳ thú. Nói tóm lại là chúng ta đang ngồi trên một mỏ vàng mà vẫn bị cái nghèo khó nó bao bọc. Bởi vì sao? Bởi vì địa phương chúng ta còn thiếu trầm trọng các cơ sở vật chất, dịch vụ.
để phục vụ khách đến du lịch và nghỉ dưỡng. Xuất phát từ đó thì chúng tôi đầu tư công trình ở đây. Một phần cũng mong rằng là cùng với chính quyền địa phương tháo gỡ và xóa đói giảm nghèo cho bà con, tạo công ăn việc làm tại chỗ cho bà con, nhất là bà con dân tộc vùng thiểu số. Anh kỳ vọng gì từ cái dự án lần này ạ? Trong khi có thể có nhiều cái gói đầu tư khác cho hiệu quả cao hơn. Tôi nghĩ thì đơn giản thế này thôi. Tôi nhớ là có một câu Phật dạy rằng là khi ta tặng hoa thì hương thơm ở tay ta sẽ lưu lại rất lâu. Ở cõi tạm này thời gian thì rất ít. Nên khi có sức khỏe, chúng ta làm thật nhiều việc thiện, việc tốt, được bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Bởi vì khi về với đất rồi thì có ai mang cái gì đâu ạ. Thưa ông chủ, em có mặt. Thưa ông chủ, em đã xâm nhập và tìm hiểu rất kỹ. Hắn ta là một đại gia rất là có tiếng. Ngoài ra thì hắn ta còn có một mối quan hệ rất là sâu rộng với các quan chức của tỉnh. Hắn sẵn sàng chia hàng chục tỷ đồng để hỗ trợ các công trình phúc lợi xã hội của tỉnh mình. Theo suy đoán của em thì rất có thể hắn là sân sau của một quan chức nào đó. Bởi vì gần như tất cả các công trình trọng điểm của tỉnh hắn đều trúng thầu ạ. Tốt thôi, hãy tìm hiểu thật kỹ xem ai đã trúng lưng cho hắn. Dạ, em biết. Và cử người giỏi nhất của mình cài vào tập đoàn của hắn, lấy toàn bộ thông tin về đây. Dạ, việc ấy sếp cứ yên tâm ạ. Huy Đạt. Thần Toàn thế nào rồi? Dạ, mọi việc vẫn tốt. Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của em. Tốt. Thôi, đi lo công việc đi. Dạ, em xin phép ạ. Công việc của anh á, có vẻ rắc rối ha. Nhiều người đàm tiếu, nói bố hồng á hả? Ép lãnh đạo công an bổ nhiệm người tuổi trẻ tài cao như anh. Đứa nào thối mồm thế? Để tôi phang cái bình vào mặt nó luôn. Anh chấp chỉ mấy cái chuyện đấy, miệng thiên hạ mà. Mà bố bên anh ra mặt ấy thì lộ hết. Ông Hoạch á, thế nào rồi anh? Cái hôm rồi ông trả lại cái phong bì tiền á, em thấy có vẻ ông không có ủng hộ anh lắm. Tôi nói cho bà nghe nhé, ở cơ quan này ấy, có mấy đứa gàn dở lắm, ra cái điều ta đấy trong sạch. Nhưng mà tôi biết tổng rồi, mẹ toàn làm hàng thôi. Hay là em lên chùa em coi nào. Coi gì, xem gì? Thì oan gia trái chủ á. Nghĩa là sao? Em coi thử là kiếp trước anh có nợ nần gì mấy ông không. Để em biết em cúng em tiễn vong đi. Chứ anh làm hoài em không thấy anh lên trước. Mà tuổi anh càng ngày càng cao rồi. Này, bà hết khôn rồi nó dại à? Hả? Bà mà cứ nghe mấy cái thằng dở hơi như thế á, vừa tốn tiền mất thời gian, giải quyết vấn đề gì? Anh không biết thôi. Ông thầy này ông hay lắm, cái chùa này linh lắm. Để mai em lên coi như nào. Tôi nói cho bà biết, cái thời buổi bây giờ ấy, có nhiều thằng buôn thần bán thánh nha, đông như con Nguyên ý. Bà mình cứ sai đà vào đấy á, có ngày á sập cả đời nha. Anh á, anh nói bổ báng như vậy á, chả trách sao. Chỉ có cái chiếc bé tí như cái hạt đậu vậy á. Chê chồng à? Sáng qua em gặp bà Xuân nhà ông Đức á. Sao? Gặp ở nhà bố Hồng, em thấy nói chuyện một hồi cũng có vẻ hợp á. Bà nói là bà tài trợ một dàn xe cho việc công tác á. Em nghĩ cái này anh nên hợp tác với ông Đức đi, em thấy hay lắm á. Mày ở đâu đến đây? Sao biết anh mày mò đến? Em mới ở trại Xuân Lập ra. Mấy hôm trước có qua trại Bình Ca thăm thằng Va. Nó có gửi cho anh lá thư.
Mày là Hùng Nhỏ à? Vâng. Tìm kiếm việc làm đây à? Thì em mới ở trong trại ra, chưa có việc gì làm. Nhờ anh nói với anh Tuấn Sứt một tiếng, xem có việc gì làm không. Tính mày là bạn của thằng Ba, tao nhận. Vậy thì tốt quá. Thế công việc mình là gì hả anh? Ổn đi. Công việc chính của mày á, cửa hàng qua đường biên, đánh hàng gian dết Ba Ba qua đó, rồi mang rượu, thuốc lá hai đệ tử về bên này. Thế thì thông với biên phòng, hải quan rồi chứ anh? Việc của mày ấy là vác, mọi thứ khác ấy chưa đến lượt mày lo. Vâng. Anh này, em nghe nói trên này băng thằng Báu Cửu cạnh tranh nhà mình ghê lắm hả anh? Sao mày biết? Cái chuyện này thằng trẻ con ngoài đường nó cũng biết. Thế là con trẻ nhà mình lắm không anh? Gọi là tiên sư nhỉ. Nghĩ mà vẫn được cay. Mà đợt vừa rồi ấy, nó tuyển mấy thằng cũng số má phết. Để ca kia yên tâm, thằng em có chút nghệ, cỡ dăm bảy thằng em ăn gỏi được. Được. Nếu mày tốt võ, anh cho Tháp Tùng làm vệ sĩ. Chuẩn cơm mẹ nấu luôn. Mà tuần trước bên nó vừa va bên mình xong, anh đang tính xử bọn này kiểu gì thì đúng lúc mày lên, mày tính sao? Anh cứ chấm thằng nào đi, em chỉnh hình cho nó luôn. Được, để anh tính. Này ca, em có chuyện muốn nói không? Sự cái bọn Tuân Sứt mới tăng len keng, em đã có cách. Cách gì? Mày nói đi. Đâm vào dao trắng, rút ra dao đỏ, không phải là thượng sách. Mướn tay cái bọn biên phòng, làm toang bể hàng của chúng. Như thế mới là cao mưu rồi nhỉ? Mày nói thì dễ, nhưng biết hàng bên đấy nó về khi nào? Mày ca cứ yên tâm, người của em đã chui ở bên nó rồi. Chỉ cần chờ lịch hàng về, phím cho đội biên phòng là xong. Xe xuống xe, cầm xe, đưa hai tay ra sau lưng. Cái gì? Mày vừa nói cái gì? Chào đại ca. Em chào anh. Mà đây thằng nào đây? Nó là thằng Hùng Nhọ, đang làm vị trí cho em ạ. Mày, thằng này chứ? Ai cho mày đưa nó đến đây? Hả? Đại ca, nó biết thằng nào chơi nhà mình vụ vừa rồi ạ. Thế mày biết được cái gì? Theo em biết thì là nhóm thằng Báu Cửu phím cho biên phòng bắt hàng của anh ạ. Có đúng thế không? Dạ đúng. Em có ông anh làm ở đồn 15, anh bảo thế. Nhưng tại sao nó biết được giờ giấc chuyển hàng của bên mình mà phím? Cái này thì em cũng biết, nhưng em nghĩ nó cho người theo dõi nhà mình.
Đại ca, mời tránh ra. Mày có phải là chân trong của thằng Báo Kiểu không? Nói. Dạ không anh. Anh nói thế oan cho em quá. Em là người của anh Tàng mà. Đại ca, đại ca bình tĩnh. Thằng này nó vừa chạy xuất lập ra. Nó là bạn của thằng Va. Và thằng Va là đệ của em. Nó có lá thư tiến cử đó. Đây anh xem. Mày biết thằng nào trong biên phòng? Gọi điện cho nó. Mở loa ngoài cho tao nghe. Vâng. Alo, ai vậy? Alo, em Hùng Nhỏ, con của dì Nhâm đây ạ. Gọi gì ấy mày? Vâng, anh ơi, cái vụ gì mà anh nói với em là thằng nào phím bắt hàng ấy nhở? Bữa tao nói với mày rồi mà. Dạ không, là do sếp em muốn nghe ạ. Nói sếp mày á, đi gặp thằng Báo mà hỏi. Vậy nha. Thằng chó này, chán sống rồi. Bố mày mà bắt được mày thì. Đại ca, phải xử đẹp thôi anh. À, hai anh nghe em nói. Thế em nghĩ là nên điều tra thật kỹ, xem có đúng là thằng Báo Kiểu phím hay không. Lúc đấy xử vẫn chưa muộn. Thế theo chúng mày phải xử như thế nào? Đơn giản thế đại ca, cứ bắt một thằng bên thằng Báo về, sẽ ra thằng nào phím mọi biên phòng. Được. Tao cho chúng mày đúng trưa mai phải bắt được một thằng bên kia mang về đây. Thế mang về đâu hả anh? Xưởng gỗ. Hỏi xong cho trôi xác luôn. Cắt tay nó gửi cho thằng Báo Cửu. Và nhớ là phải làm cho gọn vào. Vâng. Anh ơi, anh nói đại ca nguôi giận. Bây giờ mà thịt nhóm thằng Báo Cửu, rách chuyện lắm ạ. Chắc chắn cấm sẽ vào việc, rắc rối. Thôi rồi, đi ra, để anh tính. Interpol vừa cho biết Philippines bắt gần 1 tấn ma túy đá giấu trong container đồ nông sản xuất đi từ miền Nam. Cái số hàng này á, nó có nguồn gốc và cái cách ngụy trang là giấu ở trong các cái thùng loa rồi các cái túi chè hút chân không, giống như là tang vật ở các vụ anh Hà vừa báo cáo. Qua các vụ chúng ta được biết là đã bắt nổi lên hoạt động của nhóm tội phạm người Đài Loan, Macau. Chúng đã thành lập các công ty bình phong ở các tỉnh phía Nam để sản xuất, vận chuyển và tiêu thụ ma túy với số lượng cực lớn. Đây là xu hướng rất đáng lo ngại. Nó có thể sẽ ảnh hưởng tới tình hình hoạt động tội phạm ma túy ở nước ta. PC04 dừng tất cả các loại anten lên, nắm bắt tình hình, ngăn chặn, đấu tranh kịp thời. Đó. Uống nước đi anh. Dạ vâng. Sao? Có chuyện gì vậy? Ngày hôm qua tôi có tham gia phái đoàn thám sát cái công trình của cậu Đức tài trợ. Ừ. Hoành tráng, đẹp lắm anh ạ. Vị trí tất cả là gần 4.000 tỷ đấy. Khiếp. Tiền như lá tre ấy nhỉ. Thế có xin lại tỉnh cái dự án nào không? Bỏ ra một mớ như thế mà không xin gì á, đem đầu tôi ra mà chặt. Việc ấy thì tôi không rõ lắm. Ừ. Nhưng thấy cậu ta thân với các cụ lắm. Ngay hôm qua cậu ta lại tài trợ tiếp 3 xe đời mới nữa. Nói là để đón quan khách đến nơi nghỉ dưỡng. Tôi có đọc báo rồi. Có tờ còn giật tít là doanh nhân có tấm lòng Bồ Tát. Mà liên quan gì tới tôi mà
hỏi ý kiến tôi nhỉ? Vâng. Thưa anh, là trong bữa cơm ngày hôm qua, cậu ta có ngỏ ý là muốn tặng công an tỉnh 2 xe đời mới và cả 20 xe mô tô đặc chủng. Tôi không dám nhận lời vì chưa có ý kiến của anh. Bỏ ra cả mớ tiền như thế, anh ta được cái gì? Anh đang nghi quá. Theo tôi nhận định thì tay này không mù mè như những người khác đâu. Tầm phú gia địch quốc như vậy mà có tấm lòng với quê hương thì tốt quá. Cỡ như anh ta thiếu gì nơi mời anh ta đến đầu tư anh. Tôi thì tôi chưa tin lắm, nhưng mà thôi, để tôi suy nghĩ thêm nhé. Vâng. Nếu anh đồng ý, tôi giao việc này cho cậu Tuất bên PC04 xử lý việc này. Cậu ta ngoại giao rất tốt. Rồi! Mày vẫn không nói à? Thế nào? Đã chịu khai chưa? Khai! Lấy nước! Tao cho mày một cơ hội cuối. Khai ra rồi tao tha cho mày về. Có phải chính là máu cừu đã phím cho biên phòng bắt hàng của bọn tao không? Tại sao chúng nó biết được đêm đó tao chuyển hàng? Em không biết. Thế tao đã nói với mày là mày khai ra rồi tao cho mày về với ông bà ông vải của mày chưa? Bình tĩnh. Bây giờ xảy ra mạng là bọn cướp truy ra mình ngay. Bây giờ tạm tha cho cái mạng chó của nó, nhưng phải cắt tay gửi về làm quà cho thằng báo cửu. Dạ. Gửi quà cho anh. Cái gì đấy? Tao cũng không biết nữa. Đại ca, lỗ tai, chúng nó chơi mình rồi đại ca. Lần sau sẽ là tai của mày đấy. Ngon thì chúng muốn nói đại ca đấy. Đại ca, nói về nhận lời chứ. Thằng báo cửu này cũng máu chó thật. Nó nhận được cái tai tao gửi, đến hẹn gặp tao luôn. Mà hôm nay chắc diễn viên của nó cũng đông đấy. Ui giời, chập cái là pha ngay. Chuyện trò gì bọn này? Ừ. Cớm à? Có biến rồi. Quản ạ, chắc là tai nạn rồi. Cất hết súng đi. Xuống xem thế nào. Có chuyện gì đấy? Các anh đi đâu? Dạ, bọn tôi đang... Đưa hai người này, khám xét, nhanh! Anh ơi! Anh ơi! Tao bắn vỡ đầu thằng này! Bình tĩnh! Bỏ xuống đi! Lưu lại! Buông xuống xuống! Lưu lại! Lưu lại! Bỏ xuống xuống! Tao bắn vỡ đầu thằng này! Lưu lại! Bước lên một bước nữa tao bắn đấy!
Mọi người dừng lại. Bỏ súng xuống. Đứng lại. Bỏ súng xuống. Anh không thoát được đâu. Ông bước lên một bước nữa. Tôi bắn vỡ đầu thằng này. Đứng im. Còn phải lúc gì tao bắn. Không cần đuổi theo. Bây giờ xuống dưới đường kiếm taxi rồi về đã. Anh chết. Bây giờ bắt taxi cũng là vượt chết. Thế bây giờ mày định đi đâu? Em đưa anh lên chỗ mấy thằng bạn cùng buồng với em này trước. Có xa không? Thượng Văn. Bọn nó bán hàng cho bọn thợ mỏ. Trước bạn cũng làm mối này à? Có được không? Được anh. Trước kia em lấy hàng từ bọn bên Lào đưa sang. Toàn sư tử vườn cầu. Hàng tam giác vàng ngon lắm. Nhưng mà theo thời thế là mình phải chuyển sang đá. Bây giờ dân chơi người ta thích phê pha khói đá hơn là hàng bột. Thế bây giờ cái đầu ra mày nói có còn không? Em đi mấy niên. Nhưng mà vẫn giữ mối. Chỉ có điều là mới ra trại chưa chập lại được thôi. Mà cái quan trọng bên em nhập hàng ấy là phải uy tín, phải ngon, số lượng. Thiếu chó gì? Tất nhiên là không thiếu chó gì. Nhưng mà có loại 1 cân, 2 cân có con không tính tiền. Em nói nhá, bên em lấy cả tạ, cả tấn. Nói phét. Chứ đây anh nhiều thế để làm cái gì? Em bốc phét đây làm gì? Xuất sang Mỹ, châu Âu, Philippines, đại lục anh. Nhiều nơi lắm. Có chắc không? Chắc. Biết gia đình họ hàng cháu mình cũng không có điều kiện để chăm nuôi. Hôm nay vợ chồng chúng tôi đến đây để xin làm thủ tục cho cháu vào trường Học viện Quốc tế Elmit. Ở đây cũng là một cái trường mà gia đình chúng tôi tài trợ. Thế cho nên là các anh cứ yên tâm ạ. Mấy ngày nay thì tâm lý bé Minh cũng tương đối ổn định. Cháu cũng đã bớt khóc. Tuy nhiên thì cháu vẫn cứ thu mình vào một góc, không nói năng gì. Ở Học viện Quốc tế Elmit, cháu Minh sẽ được bác sĩ tâm lý chăm sóc đặc biệt, được sống và được học với điều kiện tối ưu nhất. Chúng tôi sẽ tài trợ cho cháu đến năm 18 tuổi, cộng với một khoản kinh phí hướng nghiệp trong tài khoản được tích theo hàng năm. Về việc này thì các đồng chí lãnh đạo địa phương và người thân của cháu hoàn toàn có thể theo dõi được. Nếu được như vậy thì tốt cho cháu quá. Thay mặt chính quyền địa phương và gia đình cháu xin cảm ơn ông bà rất nhiều. Cảm ơn ông bà. Gì gấp thế anh? Mày đi cùng anh giao gói hàng. Hàng gì? Đá. Đi bằng gì anh? Xuống đường gọi taxi đi cho tiện. Nhanh!
anh mau khai ra, số ma túy này anh lấy ở đâu, mang đi đâu, thằng đi cùng tên là gì? Mày điên hay mày cấm mày? Nói! Chúng tôi là công an ma túy của tỉnh Hưng Hòa. Mau khai, chúng tôi còn xem xét. Em cho trại lần đầu, mấy anh tha cho em. Cái ba lô này của mày của đằng kia? Nói! Là của tôi. Người kia không liên quan gì hết. Thằng đó tên gì? Tại sao đi với mày? Không biết. Mày nói không? Nói! Tôi đã nói rồi. Số hàng này là của tôi. Người kia không có liên quan. Khát nước quá. Cho tôi xin cốc nước. Đi xuống, cứ đứng bên ngoài thôi, nghe xem nó nói cái gì. Dạ, em biết rồi đấy nha. Anh có làm sao không? Anh không sao. Em xử lý bọn nó rồi. Ê, mà khoan anh ơi. Cái gì? Còn cái ba lô hàng. Thôi khỏi. Cả một đống tiền ở đấy mà. Đã bảo bỏ đi mà. Đi. Mà mày có võ à? Em á, học từ bé. Có một thằng nó bùng tiền hàng anh, mà anh chưa biết đòi kiểu gì đấy.
Thằng nào dám lệch với anh? Thằng này nó là võ sư, nhưng chuyện đó thì không ngại. Anh mà muốn lấy mạng của nó thì trong một nốt nhạc. Nhưng bây giờ nó chết thì ai trả tiền cho mình? Bây giờ phải đè được phân nó thì chắc nó mới trả. Hay là hôm tới mày đi Hà Nội với anh một chuyến. Yên tâm nhé, cháu Minh đã có lão Phật gia Quách Đại Đức và phu nhân bảo trợ rồi. Đúng, họ còn muốn vinh danh nữ học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân của chúng ta nữa đấy. Cũng hy vọng là thằng bé có cuộc sống mới rồi, sẽ quên đi ký ức kinh hoàng. Cherry, what is this? Cô mời bạn Minh. Yes. Các con nhắm mắt lại, lắng nghe những âm thanh xung quanh mình. Đó là tiếng ve. Đó là tiếng hơi thở của các con. Cho đến cùng hết miệng đời sẽ chơi cười vào cái ngày chân anh đóng khung. Vết nhơ không thể lâu vì nó không giống như vết mực che da măng mọc loàn bóng ma chợt cháy đất. Ba mẹ sẽ thấy nào khi thấy con mình thua tư duy? Ba mong con thành tài, mẹ muốn thấy con ngồi công ty. Anh thường xuyên đổ lỗi cho tuổi trẻ mình ngông cuồng, quay đầu không đúng lúc thì nên gọi đó là muộn. Mày nào dám gọi thì tao thế á? Chuyện gì thế? Tiền tao chưa có. Khi nào có, tao gọi. Nhưng hôm nay tôi đến không phải để đòi nợ, mà là nay đưa thằng cu em đến, mong được ông anh chỉ giáo. Muốn áp đảo tại gia. Thắng Rùa, dạy cho nó bài học. Dạ, thế để con. Mày muốn chơi thế nào? Mày thế nào cũng được. Được, thích, lên đài.
Còn ai tốt hơn không? Thầy! Này con! Để tao! Dừng tay! Có lẽ học trò đánh không có đủ đô. Kiểu này chắc thầy của chúng phải ra tay rồi. Hay ông anh lên sàn chỉ giáo cho em nó vài chiêu. Xin mời. Cậu muốn đấu? Xuống đây. Tuyệt kỹ của môn phái Nhất Nam trong những tình huống nguy hiểm đến tính mạng thì con mới được sử dụng những đòn thế này. Con nhớ rõ không? Dạ. Hôm nay thế đủ rồi. Hôm khác tôi sẽ quay lại. Ông nhớ mà lo tiền trả cho tôi đấy nhá. Lo mà đưa ông ấy đi chữa nội thương. Ông chủ, đây là anh Huy ạ, chủ cái vũ trường này. Còn đây là Hùng Nhọ. Em chào anh ạ. Chào thằng em. Hôm nay có vụ sinh nhật mấy cô em sinh viên, mời anh em qua đó cho vui.
qua luôn. Đi. Anh đi với anh Huy đi, em ngồi đây. Cái thằng này. Đi. Mày qua với anh. Đi. 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 Các cô gái xinh đẹp, anh giới thiệu, đây là những người bạn đồng giường của anh mới về chơi. Còn đây là các cô em của anh, nữ sinh Police. Toàn người đẹp không? Mời. Mời các em. Ồ, hai bạn quen nhau hả? À không anh ơi, em thấy xinh quá. Em tưởng là cô á hậu vừa rồi, vừa mới thi hoa hậu. Ồ. Cứ thấy gái đẹp rồi. Nào, Lam, mời em ra nhảy. Mời các em. Mời em. Nếu tôi không nhầm, anh chính là người đã hạ tên ngáo đá hôm ấy. Thế thì chắc là nhầm rồi đấy. Không phải anh đâu. Không thể nhầm được. Tôi tin vào trí nhớ của mình. Trên đời thiếu gì người giống nhau. Nhầm là chuyện bình thường. Trước là sau quen. Cầm đi. Anh thực sự không phải là người hôm đó. Phải thì sao? Mà không thì sao? Em ơi, số điện thoại của anh, dành gọi cho anh cà phê. Đã không quen biết thì tôi gọi cho anh làm gì? Hình xám trên đầu mày có ý nghĩa gì? Con lợn này! Bỏ nó ra! Mày làm được cho ai? Miệng đừng quên đi mày! Mày biết bố mày là ai không? Thôi tôi xin lỗi. Nhầm người thôi. Con lợn này! Thôi ơi! Mày chó này! Mày thôi! 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 Xin lỗi rồi! Lợn này rồi! Con lợn này! Mổ tao ra! Mày phá đây à? Lợn em cua ra ngoài tao! Thôi, không có gì đâu. Mọi người vui vẻ tiếp đi. Mày phải nể mất anh chứ. Em xin lỗi em. Ra xin lỗi anh Huy. Chồng đẹp trai, thêm một cái côn. Em xin lỗi anh. Chơi tiếp đi. Nhầm được. Anh chính là người cứu tôi. Nhưng sao anh không nhận? Sao lại tỏ ra không biết tôi? Rốt cuộc anh là ai? Thái độ của anh hôm nay rất khác cách mà anh nhìn tôi. Sao mâu thuẫn vậy? Anh có điều gì khó nói ư? Thank you.
Alo, em đây đại ca. Dạ, em chào đại ca. Chào rồi. Dạ, em thử rồi ạ. Thằng này có vẻ rất ổn ạ. Nó nói có kênh tiêu thụ đá rất tốt, nên em muốn giới thiệu với đại ca để đại ca xem xét ạ. Tao thấy việc đó cứu mày quá dễ dàng. Bọn cớm rất lắm trò, phải kiểm tra thật kỹ. An tâm rồi mới cho gặp tao. Ý đại ca là... Nó nói ở Hưng Hòa à? Mà chụp hình đó rồi gửi cho bọn trên ấy kiểm tra. Nếu có vấn đề, thịt luôn cho gọn. Dạ. Alo. Hình như nó là thằng Hùng Nhỏ ở trại Xuân Lập, mới ra tù tháng trước đấy. Mày coi kỹ đi, lỡ nó mà là thằng cớm là chết mình đó. Tao có ông anh cũng nằm trong trại Xuân Lập ấy, biết rõ thằng này cớm gì mà cớm, dù cồn đấy. Mày nói ai? Ông anh của tao, từng chung buồng với nó. Alo. Em tới nơi rồi. Mà chị đang ở đâu ấy? Chị gần đến nơi rồi. Mà hàng họ có đủ không? Chị nói phát một. Mà Tiền Long thế nào ấy? Làm ăn với thằng em bao năm rồi mà chị vẫn còn hỏi câu đó. Yên tâm, trên đường có gì lạ không đấy? Không có gì. Chị. Có tiền thì có hàng. Vấn đề gì anh ạ? Thái độ của nó thế nào? Thái độ của nó rất dửng dưng, không quan tâm. Người của em đã lên Hưng Hòa, chắc chỉ nay mai là có tin thôi ạ. Em đã cài mấy cái máy ghi âm ở phòng nó, nhưng không thấy nó gọi đi đâu cả. Ừ, được rồi, để ta xem sao. Dạ. Anh ơi, cái đợt này doanh nghiệp dự thầu ấy, khá đông đấy ạ. Dạ, hôm qua cũng lại gọi bảo em. Tôi nói rõ luôn, thao tác kiểu gì thì thao tác. Nhưng cháu anh Đức On Linh phải trúng gói thầu này. Bộ mà đã hứa với ông Đức là không lệch đi đâu được. Dạ, vâng ạ. Anh ơi, em định tối nay nhờ anh mời anh Hùng Công Thương ngồi cùng. Phải có một câu của anh Hùng Công Thương thì mọi việc mới xong được anh ạ. Dạ, vâng ạ. Dạ. 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 Không, 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 anh ơi, anh nhầm rồi. Cái tầm của On Linh ấy không để đi gói thầu mấy trăm tỷ này đâu. Nó
mà là em vợ anh Đức. Mấy ngày hôm nay cô cứ gọi điện giúp em liên tục. Thực ra thì cụ Hồng nhà em ấy cũng muốn làm đẹp lòng ông Đức thôi. Mà anh biết rồi đấy, ở đời này thì thần cậy cây đá, cây đá cậy thần, phải không ạ? Dạ. Dạ, mời anh ạ. Chúc sức khỏe. À, xin chúc sức khỏe. Thế này nhé, cái những cái gói này mà nó nhạy cảm lắm, không ra đấu công khai, dân biết, dân vạch mặt nói tên ra nữa, thằng nào đứng sau lưng chống cho nó là sân sau của ai, dân như là sóng biển. Thôi, cái tình hình này thì không khéo lại thành củi, cho vào lò thôi. Dạ, như thế thì khó cho bọn em quá. Thôi thì thế này quan anh, mong quan anh hãy thương chiều cố thế em nó. Dạ. Thằng này nó mất mũi hết rồi chứ, sống tử tế chân anh. Dạ. Thoải mái tốt đấy, mà là chỗ đi lại lâu năm bên đây khổ nhất cho tôi là ông bố nuôi tôi suốt ngày gọi điện giục khó xử. Ông nào là bố nuôi chú nhỉ? Cụ Hồng thương Vũ ấy. À. Thế sao cụ không nói gì với tôi nhỉ? Cái tầm của cụ đứng đầu tỉnh, ý kiến của cụ ấy thì ai dám chống đối lại cụ, ai mà không chấp hành, đúng không? Nói thật với quan anh, chỗ bác Đức là người nhà của ông cụ nhà tôi. Và cái vụ này ông cụ tôi mới lên tiếng, xã hội đi dị nghị, cho nên cụ ủy quyền cho tôi, có nhờ với quan anh, mong quan anh chiếu cố. Cái chuyện này anh cũng khó nghĩ quá. Dạ, báo cáo anh, chẳng là cậu Quy vừa mới đi châu Phi về, có món quà gửi anh tặng chị nhà, viên ruby quý ạ. Anh nhận lấy cho bọn em vui ạ. Ấy chết ấy chết, tôi đã giúp được cái gì đâu. Dạ, báo cáo anh, của một đồng công một nén thôi ạ. À, mấy hơn nữa em gửi vào trong đấy mấy chục ngàn. Sao lại cả phong bì kia? Thôi cậu cầm về đi, tôi không nhận đâu. Quan anh. Tôi chia sẻ với quan anh thẳng thắn luôn, một mình quan anh có giúp được đâu, mà lại còn quan hệ người này người nọ, chỗ này chỗ kia nữa. Đúng rồi. Mà các cụ có câu rồi, không tiền thì không phiền được ai đâu. Nào, mời qua đây. Nào. Xin mời. Vâng, mời các bạn. Sao? Có tin ở Hưng Hòa chưa? Ừ. Để cho chắc ăn, tao tính thế này này. Cầm miệng, lên xe. Đi. Chào chị. Cháu Minh đang làm gì? Dạ, bé đang học ở bên kia. Em mời anh chị đi theo em. Đúng. Rồi, các bạn sẽ mở nắp ra nào. Các bạn có
thể vẽ ngôi nhà mái màu đỏ hoặc màu cam giống cô nè. Học sinh, con chào thầy ba mẹ. Chào các con. Với xu hướng thời trang sắp tới thì style này tôi cầm cái lút nào cho hợp? Đúng là không có gì qua mắt được thần nhãn của Gia Cát Tú. Sao rồi? Chuyện khen thưởng đến đâu rồi? Dạ, em cũng đã liên lạc với bên học viện cảnh sát nhưng người ta không đồng ý với việc tổ chức vinh danh như đã đề xuất. Ông giám đốc còn bảo rằng bất cứ sinh viên nào của học viện cũng sẽ hành động như Lam nếu như thấy người dân gặp nguy hiểm ạ. Cô đã liên lạc được với sinh viên Lam ấy chưa? Chứ tôi thấy là hình ảnh trên mạng không rõ. Dạ, không liên lạc được ạ. Mà công an Hưng Hòa cũng không cung cấp thông tin về cô gái này ạ. Còn anh chàng bịt mặt thì sao? Em cũng đã cho người lùng khắp nơi mà không được tin tức gì. Tra biển số xe thì là giả ạ. Vậy giờ mình có đăng tin nữa không anh? Treo thưởng. Phải treo thưởng cho những ai cung cấp thông tin về hình ảnh của cặp đôi anh hùng này. Dạ. Theo tôi biết thì cộng đồng mạng đang lùng sục và tung hô họ. Dạ. Mình này, chuyện công an muốn giấu thì cô phải khui ra, thế mới tài chứ. Dạ. Với lại, nếu cô làm được việc này thì mới ghi điểm được với sếp, hiểu chưa? Đúng là tương lai của em còn nhờ chỉ dạy của Gia Cát Tú nhiều ạ. Đạt, em cảm ơn ạ. Ngoan thì sẽ có thưởng. Thằng chó, mày vào đến đây rồi thì đừng hòng cứng với các bố. Khôn hồn ấy thì khai ra. Chỗ hàng bọn tao lấy ở khách sạn là của ai đưa cho mày? Mày lấy hàng ở đâu? Ngươi! Tao không biết. Cái gì? Tao mới đến khách sạn. Mày không biết á? Không biết này. Không biết này. Mày về đâu quân thằng Tuân? Dành địa bàn làm ăn với bọn tao à? Thằng Tuân phí mượn biên phòng bắt hàng của bố mày đúng không? Khai, các bố mày còn nhẹ tay. Nghe chưa? Tao không biết thằng Tuân là thằng nào hết. Bọn mày bắt nhầm người rồi. Mày làm bố mày lắm rồi đấy. Không biết này. Cho đi tàu ngầm tha hồ mà du lịch. Dương anh, một tờ đã khó chịu rồi đúng không? Lần này tao cho mày 3 tờ để xem mày cứng được đến khi nào. 1 này, 2 này,
Ba này, tha hồ mà hưởng cái con này. Ba tờ này. Xe mày có hướng đến bao lâu? Đi tàu ngầm vui không? Mày đã chịu khai chưa? Tao không biết. Tao không biết. Mày nói gì cơ? Tao không nghe rõ. Tao không biết. Không biết này. Treo nó lên. Lần này bố cho mày đi tàu bay. Thằng Tuân đâu? Khai. Không biết. Mày còn lì lắm. Để xem mày trụ vào đâu. Thằng kia vào đi. Hôm nay thì tha hồ mà đi tàu bay. Mày là ai? Mày từ đâu đến? Mày làm thằng Tuân lâu chưa? Khai không? Tao không biết. Tao không biết Tuân. Tiếp nhá, khai chưa? Không biết rồi, tốt rồi thằng nào. Vẫn ly à? Thôi, mà chết đấy. Đá nó xuống. Nó nói sao? Thằng này lì lắm. Bọn em chăm sóc nó cẩn thận như thế, nhưng mà nó vẫn không khai câu nào với anh Tuân. Tụi bay đã kiểm tra giấy tờ tùy thân nó chưa? Còn điện thoại nó thế nào? Có lưu số thằng công an nào không? Bọn em kiểm tra giấy tờ kỹ hết rồi. Tất cả đều sạch. Nó có một chứng minh thư và bằng lái xe, đều mang tên Hùng. Phải kiểm tra thật kỹ. Lỡ giấy tờ giả thì sao? Đại ca, em thấy thằng này là tin được. Nếu nó mà là cớm thật thì bị tẩn như vậy nó sẽ khai ra thân phận của mình luôn để tránh đòn. Mà đại ca thấy làm gì có thằng nào mà chịu được cái món gà cánh tiên của đại ca. Mày nói cũng phải, nhưng mà bọn cớm ấy nó ma quỷ lắm, biết đâu nó nghi ngờ tụi mày thì sao? Cái này thì không, bọn em diễn như thật luôn đại ca này. Dạ. Chúng mày đánh nó thêm một trận, nhưng nhớ đừng để nó chết hay thương tích. Tao nghĩ thằng này nó sạch, nó sẽ được việc đấy. Đi làm đi. Vâng, được rồi. Đại ca, nếu nó mà sạch thật thì mình cứ tẩn mãi như vậy thì cũng tội. Sau này nó biết là bài của mình, nó lại trách. Mày nói cũng phải, nhưng mà thằng này nó cứng quá. Tao cũng suy nghĩ, phải mà nó nhát cái như chúng mày, tao còn dễ tin. Đại ca nói thế thì khác gì coi thường bọn em. Thế không phải à? Chỉ có bọn trường lớp được đào tạo mới bản lĩnh như vậy. Xin lỗi mọi người nhé.
Lam nằm mơ thôi, không sao đâu, mọi người ngủ đi. Có chuyện gì nói cho tao biết. Chúc mừng thí sinh đã trải qua phần thi một cách xuất sắc. Trước khi gặp ông trùm ấy, thì bất kỳ một thằng nào cũng phải trải qua bài kiểm tra. Và tất nhiên chú em cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Thế nào, bị đánh có đau không? Chết tiệt, đánh tôi nát bươm như thế này. Thế các người nghĩ tôi là ai mà kiểm tra? Thông cảm đi, tao ấy thì không vấn đề gì, nhưng mà đại ca là người kỹ tính, cẩn thận, bảo là phải kiểm tra mày thật kỹ trước khi giao dịch làm ăn. Mà cái thời buổi này ấy, xảy ra một cái là toi mạng như chơi. Thôi dẹp đi, cảm thấy không tin nhau thì nghỉ chơi. Chúng đếch chỉ cây, tưởng mấy mươi công có hàng à? Còn mấy thằng cấm đều kia nữa, sẽ con này tại bẻ gãy tay cho nó. Thôi bỏ đi, toàn người của đại ca cả đấy. Mày cứ nghỉ ngơi cho lại sức, rồi tao đưa đi gặp đại ca. Không cần đâu. Nói với ông ấy, tôi không làm ăn gì nữa. Đàn ông cái đếch gì mà tự ái vặt. Đánh người ta te tua như thế này mà nói tự ái vặt à? Mày cứ nghỉ ngơi đi. À, đại ca nói chuyển cho mày ít tiền để tiêu vặt và thuốc thang. Không cần đâu, cầm về đi. Nhớ, đại ca cho thì cứ cầm, lại còn chữ nghiện. Dạ thưa anh, hơn 10 năm qua công ty Huy Đạt đã nắm 3 dự án treo về bất động sản của tỉnh. Thay vì đầu tư xây dựng các hạng mục, hắn lại mang cầm cố dự án, tập trung tiền đầu tư vào với cửa hàng điện tử liên tỉnh với cái tên Minh Nguyệt. Và hàng hóa thì chủ yếu là nhập lậu và khai gian thuế. Tất cả chứng cứ thì nằm tất trong bộ hồ sơ này, em xin gửi anh. Thế cái tài liệu này có tin cậy được không? Người của em cài cấy vào Minh Nguyệt tuồn ra đấy. Dạ. Cảnh sát. Phen này thằng Hùng thì đến chết tôi không giữ được, chứ đừng nghĩ đến cái chuyện củng cố sân sau cho tuổi già. Các cô chú có chuẩn bị sức khỏe đi, mà chuẩn bị đi xem vở kịch mới. Dạ dạ, mời anh ạ. Cảm ơn anh ạ. Nghe đây, màn một, các em tập trung lực lượng mở cho anh một chiến dịch thông tin đại chúng và báo chí. Sao? Tập trung phang đồng loạt vào các dự án đang đắp chiếu ở tỉnh này mà công ty Huy Đạt đã trúng thầu, cho nó cháy lan sang cái chuyện tư duy nhiệm kỳ, cấp hàng loạt cái dự án cách bừa bãi mà không bao giờ xét đến năng lực của nhà thầu. Và điều quan trọng, phải thổi bùng lên cái ngọn lửa lợi ích nhóm là sân sau các nhà lãnh đạo, hiểu chưa? Đúng là cao kiến ạ. Dạ, đúng là quỷ cốc tái kế, dùng truyền thông mà phang thì có mà ngài cứu, ai dám ra tay giúp, củi tươi củi khô có mà vào lò hết nhỉ. Oh. Chưa hết đâu, màn hai, động viên cơ quan thanh tra tỉnh, cơ quan cảnh sát điều tra về kinh tế nhảy vào cuộc xem xét các vấn đề nóng
mà thông tin đại chúng, dư luận xã hội, báo chí phản ánh. Hả? Đấy, pháp đồ điều trị cho ca này là thế nhá. Anh cao kiến quá. Mời anh ạ. Thế các em đã nghĩ là mình phải làm gì chưa? Dạ thưa anh, về chi tiết ấy, thì em nhờ chị Lan đây. Bởi lẽ là chị quen biết nhiều trong làng báo chí. Còn về mục tiêu của em ấy, thì em xin thưa với anh Tuất là không chỉ là gói thầu lần này, mà em muốn lấy lại toàn bộ các dự án, thậm chí thâu tóm toàn bộ cổ phần và mua lại cả công ty nữa. Ghê thật. Anh không ngờ đâu anh có một chú em gớm mặt ra quét. Dạ anh cứ quá khen ạ. Nào làm riêng một cái. Dạ vâng ạ. Dạ thưa anh, nếu dự án lần này mà thành thì 20% cổ phần của Huy Đạt sẽ thuộc về anh, và 20% của dự án nữa. Em đã nói là nào, đã chơi là chơi lớn luôn ạ. À, bước tiếp theo như thế nào chị Lan nhỉ? Trước hết tung mấy thứ này cho bọn ES để chúng phang trước, dọn đường dư luận, móc máy đủ thứ chuyện của thằng Huy Đạt và mấy cái dự án cỏ mọc kia lên. Chưa kể huýt sáo cho tổ nghìn like fake, tung hết chuyện này lên fake, lan truyền chóng mặt. Lúc đó giỏi à, bịt miệng thử coi. ES là bọn nào? Thưa anh, ES là tiếng lóng. Chỉ bọn phóng viên đến tầng, chuyên móc máy bóc phốt các quan chức địa phương. Chúng mà vớ được mấy thứ này sẽ hùa vào đánh hội đồng. Lúc đấy chạy vào mắt. Khi đó chẳng cần mình nhờ, các ngành chức năng cũng nhảy vào. Thế mà anh cứ tưởng ES là từ CDI về đấy. Nhưng anh, em đã muốn đánh là phải chết anh ạ, phải khởi tố. Nên nhờ anh chỉ đạo xem xét giúp em. Mời anh ạ. À, dạ thưa anh, em có chai rượu xong một bên đại bộ, yêu anh để anh tiếp khách. À, cảm ơn, cảm ơn. À, và 50.000 ạ, để anh thu xếp công việc giúp em. Dạ. Chết. Chú vẽ đấy. Anh làm tất cả mọi việc là tạ ơn anh Đức nhá. Thần cậy cây đa cậy thần. Anh em mình trong nhà với nhau, nhận của chú làm gì? Phiền phức lắm nhá. Tôi cầm về, cầm về. Anh đừng bận tâm, việc này đâu thể mình anh làm được. Dạ đúng rồi ạ. Cần gì anh cứ nói em ạ. Ừ. Xong việc cậu quy đây mà quên ơn anh, cứ liệu hồn với tôi đấy. Dạ. Cậu chú chú đáo quá. Dạ vâng. Em chào đại ca. Thưa đại ca, em đã chọn hai bé này, đại ca xem có được không ạ? Tao thấy hai em này cũng được đấy. Dạ. Hai em cứ ở lại đây, tiền bạc không thành vấn đề. Anh có một thằng đàn em, nó ở lại đây vài hôm. Nhiệm vụ của hai em là gạch nối, hầu hạ nó chu đáo. Và nhớ, không rời nó nửa bước. Nó đi đâu, làm gì, và nó điện cho ai, phải lắng nghe, xem nó nói cái gì. Dạ, sếp yên tâm.
vào trận đánh thì ban chuyên án của chúng tôi đã họp rất là cầu kỳ và gần như có một sự chỉ đạo thống nhất từ trên xuống dưới. Lúc đó thì lực lượng bên ngoài sẽ quan sát để biết được là bên trong có hàng hay không có hàng. Trước đó thì đối tượng đã hẹn rất là kỹ, đó là đối tượng sẽ xách cái khối lượng là 5 bánh heroin. Tuy nhiên khi đối tượng đi vào xách với một cái thùng không, mở ra không có gì. Khi đó trinh sát phải làm gì? Theo các bạn, tình huống đấy xử lý thế nào? Bắt về trước. Tình cảm của tôi, đối tượng buôn bán lớn, anh là người đáng tin cậy. Đúng rồi. Những... có lẽ anh có lý do. Nhưng một gã không rõ nguồn gốc xuất xứ, sao lại ám ảnh tôi thế này? Thì cần phải một cái phương tiện liên lạc khác. Đấy là gì ạ? Thiết bị gì? Bí mật, đúng không? Thiết bị bí mật ở đây sử dụng trong những tình huống nào? Sử dụng hoàn toàn trong bất cứ tình huống nào, nhưng với một cái điều kiện, đó là an toàn. Này, tao thấy lão Huy ạt, chủ vũ trường, là một tay không phải dạng vừa đâu. Khách khứa thì toàn là xã hội thâm. Lão bí ẩn của mày giao lưu với cái loại người đấy, chắc gì đấy là người tử tế. Mày nên xem lại mối quan hệ này đi. Mình làm nghề này, làm sao có thể tự do giao lưu được? Thật ra ta cũng không thích cái vẻ du côn, lãng tử của lão ta. Nhưng mà quái lạ, tại sao lão ta cứ ám ảnh tao? Ánh mắt của lão ta như nói với tao, anh là người tử tế. Hâm, lãng mạn vừa thôi. Bao nhiêu chàng đào hoa, lãng tử thích thì mày lại không yêu. Tự nhiên đâm đầu vào một lão, chả biết tung tích người ngợm ra làm sao. Mà tỷ kiếp bảy đời lão mới nhắn cho mày đúng một tin, xong rồi lại mất hút. Có khi nào lão đang ở trong tù không nhỉ? Này, chưa biết cái gì hết, đừng có suy diễn ác cảm thế. Đừng có suy diễn ác cảm thế. Khiếp. Anh cho gọi em. Ừ. Chỗ kia chập rồi, đã qua vòng người xe. Vậy hả anh? Vậy bây giờ anh tính sao? Trong nhân gian đây ai xa đoạn, tai ta nghe lời theo bóng mắt, thân ta mang tội lỗi chất trời. Hãy ta gieo nhiều chuyện thương vong, có đâu mà những mong buồn khiến ta thành loài thú trong chùa. Từng ai đâu, từng ai đâu, giờ chẳng thấy ta lao theo không nghe ai vì ta dấy, không ai thăm, không ai chẳng đợi ta như trắng tay, như ký ức bỗng thức giấc dây vào tắt. Em chào đại ca. Thưa đại ca, em đưa thằng em Hùng lên gặp anh ạ. Chào anh. Tao nghe thằng Tuấn nói mày cần mua đá. Chủ yếu là nhập đá, mỗi lần lấy hàng tấn. Mày lấy nhiều thế để chạy đường à? Coi bộ mày coi cái chết và cái sống không quan trọng. Nếu em sợ chết, đã không đứng đây với anh. Mày mua nhiều như vậy,
Chắc là thị trường tiêu thụ của mày rất là rộng lớn. Chủ yếu là xuất đi nước ngoài. Hàng ngon thì làm, chứ liều tiêu vài cân thì thôi. Có tiền thì bao nhiêu mà chẳng có. Nhưng giá cả thì nhập thế nào? Có giá làng cả rồi. Nếu là hàng xịn, trên dưới 1 tỷ một cân. Mày còn nhập gì khác không? Chủ yếu nhập đá. Trắng thì sao? Xu hướng bây giờ là đá. Dễ chơi, dễ phê. Nếu là hàng trắng, chủ yếu xuất sang Trung Quốc, vì bán trong nước rất chậm. Tao thì không có hàng, nhưng nếu mày cần, tao chỉ chỗ bán cho. Cái quan trọng là mối hàng phải ổn định và tin tưởng nhau thì làm. Khi nào mày lấy? Sớm thôi. Chuyến này mày định lấy bao nhiêu? Tầm 1 tạ. Khi nào thông cầu rồi tính tiếp. Mày lấy nhiều thế thì tao phải hỏi nhiều chỗ. Tạm thời mày cứ ở đây đi. Khi nào có hàng, tao sẽ báo. Tao nghe nói là mày biết võ à? Có một chút để phòng thân thôi. Sao lúc trước bọn này đánh mày, mày không chơi lại? Lúc đấy bọn nó mặc đồ công an. Còn mấy thằng này trang bị hàng nóng đầy đủ. Chứ bọn này không phải đối thủ của em. Nếu vậy, mày thử tao xem đi. Đại ca, thằng em nó mới lên còn hơi mệt. Mình còn nhiều thời gian mà anh. Cũng được, mày sắp xếp chỗ ở cho nó đi. Kêu đàn em lo cho nó chu đáo. Vâng ạ. Chào anh. Dạ đại ca. Từ lúc này, tụi mày giám sát camera 24/24 cho tao. Cử hai thằng lúc nào cũng túc trực máy, rõ chưa? Dạ vâng thưa đại ca. Kia kìa, Ưng chứ. Cái gì đấy? Thì có hai em xinh đẹp phục vụ chú. Thế này có mà chết em à? Sức đâu mà làm ăn. Tao theo ông ấy bao nhiêu năm mà có được ông ấy chăm lo như mày đâu. Đấy, anh cứ lấy một đứa mà dùng. Em không quen với kiểu trâu bò hợp tác. Thật không? À, mà cái khoản kia của mày khá. Tạ, 30 phút không tính chấp đề. Nhưng mà em tập võ cho nên không thiết tha cái khoản này lắm. Sao đấy? Tôn tinh luyện thần, hạn chế tình dục, bảo tồn tinh lực. Phòng em đâu? Đây, phòng này. Phòng được không? Xếp anh chú đáo quá nhỉ. Thì chú mày là khách sộp mà. Khách sộp à? Mà đánh em ra nông nỗi này đây. Thế thì hôm nay sếp mới điều hai em xinh đẹp để hầu hạ chú mày ngày đêm, coi như là hòa nhỉ. Hai em trông hừng hực thế này, sức đâu mà em đấu với vệ sĩ của ông trùm đây. Thế chú mày định đấu thật à? Nhìn mấy con chó đấy, em ngứa mắt không chịu được. Hôm trước anh có nói với anh chưa? Anh ấy bảo nếu mày đánh thắng đám vệ sĩ, anh ấy tuyển mày luôn. Em lên đây mua hàng, sao lại thuê em? Nói đùa thôi. Cứ trả lương thật cao thì chơi, lương thấp thì nách. Chuyện đấy thì yên tâm. Anh đẹp trai, bây giờ anh chọn ai? Em hay là nó?
Khổ quá, giờ hai em đều ngon, không biết chọn em nào. Nói thì thôi, anh đi đường hơi mệt, chắc cần nghỉ ngơi yên tĩnh một tí. Khi nào cần thay dầu, anh nhớ hai đứa. Đêm trên núi của mình lạnh lắm, hay là để hai vợ em ủ ấm cho nhá. Này, quay nhà nhìn cái lão kia rõ rãi rồi kìa. Thôi thì bây giờ một em coi bên đấy phục vụ anh ấy. Không được, đây là hai em xếp dành cho chú. Anh cứ nhận đi cho thằng em vui. Nhưng mà cứ nhận đi. Thôi, mình đi em. Mình vào đi anh. Để em chơi với anh nhá. Này, để anh đi tắm cái đã. Thế để em tắm cùng anh nhá. Anh không quen tắm chung. Em đi tắm trước đi. Thì anh thế tắm cũng được. Cái máy nghe lén bọn mày gắn có chắc không? Dạ, lão cứ yên tâm, em kiểm tra rồi, rất chắc chắn. Máy thu bắt tín hiệu bao xa? Dạ, bán kính 10 mét, nghe tốt thưa lão. Thường mấy chỗ này bọn nó hay chủ quan nhất. Chúng mày giám sát hình ảnh 24/24 cho tao, nhắc mấy đứa cà phê nhớ chú ý đến nó, rõ chưa? Dạ. Vâng, anh nói sao? Chuyến tới à? Nhiều thế cơ á? Vâng, vâng. Để em kiểm tra ở đây xong mấy việc, em sẽ đi ngay. Anh yên tâm. Sao đây đại ca? Anh Toàn gọi, bảo lên trên đó kiểm tra mấy việc trước khi giao hàng. Em đi cùng anh chứ? À không, mày ở nhà trông hàng. Để anh đi xe khách lên được rồi. Thế cho một thằng đi theo đỡ đần anh nhé. Ừ. À, ai mà bảo gặp anh, mày cứ nói anh về quê xem mộ cho mẹ. Sao lần nào anh cũng nói đi xây mộ thế? Thì mày cứ nói sao dễ nghe là được. Anh sẽ tắt số điện thoại chính, có gì gọi số kia cho anh. Thì bao giờ anh đi? Chắc là cuối tuần. À, bọn nào mà đến kiểm tra hầm rượu của mình, mày cứ làm một phong bì hậu hậu một chút. Dạ. Hỏi xem coi anh Tuấn Mọt bao giờ đi nghỉ mát, chuyển cho anh ấy 50 chai cho tao. Dạ. Mình còn làm ăn dài dài. Suýt nữa anh quên, cuối tuần này sinh nhật em Lam. Mày làm cho anh một bó hoa thật đẹp, với lại một chai nước hoa hàng hiệu, rồi chuyển qua trường cho anh. Cái Lam hoa khôi học viện cảnh sát đúng không ạ? Thì còn cái Lam nào nữa? Dây về Lam đấy, kinh bố mẹ. Mày sốt quá. Bây giờ chúng nó là sinh viên, mai mốt ra trường, thiếu gì chuyện mình nhờ. Em hiểu rồi. Với lại tao cũng thích em này. Nhìn em đó, ngon mắt đó. Dạ. Mời vào. Chào anh. À, thế nào? Báo cáo anh tình hình diễn biến đúng như dự kiến. Hàng chuẩn bị về. Triệu tập ngay ban chuyên án. Tôi xuống dự. Mời cả anh Nhẫn cùng nghe. Rõ. Chào các anh. Chào giám đốc. Các anh ngồi đi. Nào, ta bắt đầu. Tới bữa rồi, dùng đi. Khách trước.
là dân võ, không khoái món này cho lắm. Đại ca bảo chơi thì chơi đi, hàng mới đấy. Sếp đã bảo cho mày chơi đấy, hôm nay cống nè. Say sữa diễn. Hùng, bỏ nó ra. Tụi mày thích cãi nhau à? Được, lôi xuống sân làm tiếp tao xem. Tiền ra thuê làm vệ sĩ được à? Còn ai nữa không nhỉ? Em, tao nhớ mày rồi. Cái thằng dí điện vào nách tao. Dừng tay! Tôi không đánh nữa. Đánh nữa hết người của ông mất. Một lũ vô dụng! Đại ca! Chúng mày đánh hay đấy, nhưng mà nặng tay với chúng nó quá. Nể tình anh chứ, em không giết mấy con chó này là may rồi. Lần trước chúng nó ra tay tàn độc với em quá, đánh như thế này là nhẹ đấy ạ. Mày đã làm mất mặt đại ca. Ông ấy bực mình như cái kia. Sẵn tiện cho ông biết chất của em luôn. Nhưng dù sao mày cũng là khách hàng của ông ấy, mày phải giữ thể diện cho ông ấy chứ. Lần trước anh chả nói ông đang tuyển vệ sĩ còn gì. Dùng cái đám ô hợp này, nếu gặp chuyện nó chạy trước là cái chắc. Sẵn tiện em chào hàng với ông ấy luôn. Thôi, mày lên nghỉ đi, để tao tính. Đợi anh lâu chưa? Quá lâu rồi đấy. Ủa?
điên quá. Đưa đây tao nghe. Mẹ kiếp, thằng này có máu điên thật. Hoặc là quái lạ, hay là nó bắt bài mình, định dùng cách này để đẩy con nhỏ kia ra. Thằng này đã hiểu được. Tụi mày giám sát kỹ cho tao, đeo tai nghe suốt cả đêm, xem nó có gọi ra ngoài không. Rõ chưa? Dạ. Dạ, em đây ạ. Nó đang ở nhà của tao, mà coi tao như cứt, mày cho bọn nó xiên thịt, quăng xác xuống vực luôn. Dạ, xin đại ca bớt nóng ạ, nó đang là khách sộp của mình mà. Nhưng mà nó đang ở nhà của tao, đánh người của tao thế ạ? Nó bảo nếu không để uy danh của anh ấy thì nó đã giết chết mấy thằng vệ sĩ của anh rồi. Vì nó vẫn cày cái vụ mấy thằng đó đánh nó từ sống tiêu chết hôm nọ. Nếu mà thằng này không phải là cớm, rất cá tính, rất ngang tàng, coi trời bằng vung, nhưng mà nó phải biết đang ở nhà của tao mà hạ nhục người của tao như thế là cầm chắc cái chết. Bẻ kiếp, nhưng mà nó không sợ, đúng là không hiểu nổi. Dạ, nó mà là cấm thật thì đã không như vậy. Sao mày nói vậy? Vì bọn cấm thừa khôn để không chọc giận anh, còn thằng này ấy, thì nó bất chấp. Nó thừa biết đả thương người của anh ấy, thì sẽ gánh hậu quả như thế nào, vậy mà nó vẫn sơ nhiệt tình. Nhìn mắt nó khi đánh nhau ấy, ghê thật anh ạ, cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống mấy thằng kia ấy. Mà anh ơi, cái hôm mà nó bật lại mấy cái thằng cấm đều của em ấy, trông nó ác liệt lắm. Tao sợ bọn mày có gì sơ hở để nó biết mình sắp đặt nên ra tay mạnh như thế. Dạ không ạ, vì hôm đó ấy, bắt về được một lúc ấy, nó đã hạ gục mấy cái thằng hỏi cung để trốn ra ngoài, mà mấy cái thằng đấy ấy, nằm viện bây giờ đã được ra đâu. Thằng này không phải là cớm, vì là tụi nó với nhau sao có thể mạnh tay như vậy được. Thực ra ngay từ ngày đầu ấy, em đã có niềm tin với thằng này, nhưng tại vì đại ca cứ nghi ngờ nên em mới phải thử nó nhiều lần như vậy. Bọn quản giáo cai tù thường hay có giọng múa đời, nó có dám đánh không? Không ạ. Em thấy nó là thằng ngang ngạnh, mấy lần bị hỏi với em mà nó có khai đâu. Xem ra thằng này là rất bộ đội bộ trảo đấy ạ. Này, mày có tay nào trong trại Xuân Lập không? Do hỏi thử xem có thằng nào tên Hùng vừa mới ra không nhé. Em hỏi rồi, đúng là có một thằng như thế anh ạ, chuyên bán hàng ở bãi vàng, cũng có tiếng ở đấy. Trước nó đánh quản giáo thừa sống thiếu chết. Nếu đúng như mày nói, tao tạm yên tâm. Nhưng mà nó ở đây chỉ chờ nhận hàng, chứ có ý gì khác không? Hôm trước em bảo nó, mày mà đánh thắng đám vệ sĩ của anh Trư, có khi mày được nhận vào thay đám chúng nó. Nó bảo sao? Nó cười bảo, lương khủng thì làm, bèo thì lướt. À mà anh ơi, hôm trước ấy, là nó có ý khoe của chào hàng với anh đấy ạ. Khoe võ à? Vâng, nó bảo cái đám vệ sĩ của anh ấy, là một lũ vớ vẩn. Cái lũ đấy ấy, khi lâm trận bỏ chủ chạy đầu nước. Thằng này mà về đầu quân cho bên mình ấy, thì anh đi đâu yên tâm. Tao hiểu rồi, thôi té đi. Dạ. À bạn anh. Dạ. Nhóm thằng Toàn ấy, và hôm nữa sẽ lên đấy. Vậy ạ. Chuyến này cũng rất là khá. Thôi về đi. Vâng ạ. Đây. Mày đang ở đâu đấy? Sang đây.
Vào đi. Anh à? Ờ. Anh chỉ đạo gì à? Ngồi đi. Mày với thằng Long Độc Đinh ngày mai đi công tác. Đi đâu hả anh? Đi mừng kim. Có đầu mối mới à? Không. Đi bọc lót. Sao lại là bọn em? Thế bọn thằng Thắng đội tuyến đâu ạ? Mất dụng cái đầu đi nhé. Mày thừa biết đến đấy cần phải làm gì rồi. Nhưng mà em sợ đi với thằng Long nó lại lộ, em thấy không ổn lắm. Mày nói cũng có lý. Thế thằng Vũ đội trưởng đâu? Nó đang ở nhà làm tố tụng cái vụ 5 cân ở huyện chuyển lên. Thế thì mày với thằng Vũ đi công tác ngày mai lên đường. Nhưng mà em vẫn thấy không ổn. Anh không biết đấy thôi. Cái thằng Vũ ấy, nó ăn cây táo nó lại rào cây sung. Được lắm. Mà không sao. Mày cứ yên tâm đi công tác với nó. Mọi việc anh tính. Em vẫn chưa hiểu. Chuyến này định nhờ anh vận chuyển bao nhiêu? 2.000 cái. 2.000 cái. Khá nhỉ. Thù lao thế nào? Thù lao của anh vẫn vậy, sẽ tính trên đầu cái. Định bao giờ chuyển? Thời gian cụ thể mình tính sau. Bóc cổ tao đi. Mày lại đây xem. Khi người ta bóc cổ mày, việc đầu tiên mày phải tránh cái yết hầu này ra, không thể vỡ. Bằng cách nào? Nghiêng cái đầu qua một bên. Khi đó tránh cái độ nguy hiểm giữa yết hầu của mày. Đồng thời đưa tấn về phía trước, rồi bất ngờ đảo tấn về phía sau. Mày này hay quá. Nhớ nhá. Được đấy. Hay thật mà. Bọn mày vào đây làm lâu chưa? Khá lâu rồi ạ. Nha. Xin vào đây chắc khó lắm nhỉ? Bọn em toàn là con cháu, lão chưa cầm. À. Thế còn vợ con bọn mày? Vợ con thì ở hết trong bản. Còn cách đây mấy quãng giao. Trong đấy cũng có cả trường học căn bản nữa. Ừ. Dạ, bác gọi chúng cháu ạ. Tao nghe chúng nó nói thằng khách dạy võ cho bọn mày à? Dạ, anh ấy chỉ dạy chúng cháu vài miếng để tự vệ thôi ạ. Sao bọn mày không nói tao biết? Liệu hồn đấy. Dạ vâng ạ. Nó có hỏi gì về tao không? Dạ, không ạ. Thế chúng cháu có được học võ nó không ạ? Học thì cứ học, nhưng biến đi. Vâng ạ. Kêu thằng Tuân lên cho tao. Đại ca chưa có em ạ. Ừ. Hôm nay tao có việc phải ra ngoài. Mày ở nhà trong nhà. Thằng Huy lên á, nói nó đợi tao. Đội gì đó hẹn nó mày lên hả anh? Ừ. Nhưng mà chưa biết lúc nào. Nó lên mày cũng phải để mắt tới, đừng cho nó đi lung tung. Dạ. À, dạo này hàng có về nhiều không ạ? Ừ. Cũng rất khá đó. Thế mình vẫn chuyển qua Hưng Hòa cho bọn tàu ạ? Cũng chưa biết được. Thế đợt trước công xá bọn nó có trả dóc không ạ? Thằng Toàn nó làm ăn với mình rất đàng hoàng. Với lại không có tao khớp lệnh bên tàu thì làm được gì? Dạ. Thôi mày trong nhà tao đi đây. Vâng ạ. Em chào anh. Chú làm ở đây hả? Dạ. Em mời anh. Sao em nay lên chỗ khỉ ho cò gáy này?
thăm sếp em à? Có công có chuyện hết, chứ ai mà rảnh rỗi lên đây như thế này. Có công có chuyện, sao không để bọn trẻ con nó đi? Sao phải xuất tướng thế này? Chuyện hàng họ, bọn trẻ con sao bàn được. Mà anh Huy sướng thật đấy, làm vũ trường toàn trai xinh gái đẹp. Anh, mới hôm trước là sinh viên hay là gái ngành đấy? À, các cô gái đó là hoa khôi á khôi, trường cảnh sát đó. Ôi, anh ăn phải gan hùm hay sao mà chơi với đám đấy? Chú em còn xanh và non lắm. Sao anh nói thế? Tóm lại, chú chưa đủ trình độ để hiểu. Anh phải chơi với bọn này để con biết tin. Khi nào chúng nó làm mạnh, mình còn có thời gian mà nghỉ ngơi. Với lại, anh em nào gãy cánh, còn biết kênh biết cửa mà lo liệu. Hay quá. Riêng khoản anh đấm thì em không ngán bố con thằng nào, nhưng mưu mô thế này thì em chịu thua. Mà anh ơi, cái cô bé hôm trước ấy, xinh như hoa hậu ấy nhỉ, tán cái đám đó mới sướng. Cô bé hoa khôi đó là bố của anh. Hôm trước anh thấy chú mày nhìn nó hơi nhiều đó. Tại em không biết đấy là bồ của anh. Với lại cô bé xinh quá, cho nên là... Chú không biết không có tội. Anh em đàn ông tụi mình, thằng nào mà không mê gái. Đời ngộ nhỉ. Vợ làm cảnh sát, chồng thì buôn... Đây. Chào ông anh. Chào chú em. Ông anh đi đường có mệt không? Anh mệt chết mẹ. Thôi, mời ông anh vào nhà nói chuyện cho mát. Lão Trư trong đó hả? À, đại can ra ngoài có chút chuyện, chắc cũng sắp về. Vậy cứ ngồi đây đi, cho mát. Cũng được ạ. Anh ngồi đi. À, anh. Để em đi chuẩn bị sẵn cho anh Huy cái phòng. Anh cần nghỉ thì nghỉ. Ừ, đi đi. Dạ. Anh ơi, hàng họ đợt này thế nào ạ? Tầm 2.000 cái. Cái gì? Nhiều thế à? Cô bé hoa khôi đó là bố của anh. Không thể như vậy được. Mình không thể tin được. Lam không thể nào là bố của hắn ta được. Nhưng mà tại sao Lam lại có mặt ở đó? Mình tin chắc một điều rằng Lam không thể nào là bồ của Hy Ạp được. Mình phải gặp Lam để làm ra nhẽ chuyện này. Chứ. Ừ, chào chú. Ngồi đi. Dạ. Sao? Chuyến này định nhờ anh vận chuyển bao nhiêu? Dạ, 2.000 cái. 2.000 cái. Khá nha. Thù lao thế nào? Vẫn thế. Khi nào anh khớp lệnh thì sẽ có hàng. Thù lao của anh vẫn vậy, sẽ tính trên đầu cái. Định bao giờ chuyển? Khi nào thông tuyến thì anh cứ báo em. Thời gian cụ thể mình tính sau. Ừ, như vậy đi. Có gì anh gọi. Dạ.
quái gì thế này? Ừ, thì sao? Xử bố chúng mày. Tao trả tiền cho chúng mày, vào đây ngủ à? Giao cho chúng mày trực máy 24/24 mà. Dạ, chúng em vẫn ngồi canh máy, nhưng thấy lò tắt điện bên ngoài không có gì, liên tiếp đi, xin lão tha tội ạ. Mẹ kiếp, chúng mày là lũ ăn hại. Hai thằng mày thức suốt đêm nay trực máy cho tao. Tí tao xuống kiểm tra mà thấy ngủ, tao bắn đắt đâu. Dạ, vâng ạ. Chào cô Thóc. Anh về rồi đấy à? Anh vào rửa ráy chân tay đi, xong rồi để em dọn cơm. Nào, ra đây vào xem nào. Bố cô Thóc hôm nay có gì mà phấn khởi thế? À, Thóc không? Con ngồi đây nhé, để khỏe với mẹ đã. Em xem có đẹp không? Nhà ở gia đình. Ôi. Nhà to thế anh. Nhà đẹp thế. Nhà ai đấy ạ? Còn của ai nữa? Toàn bộ cái nhà cũ mình nhá, là của ông bà ngoại cho. Vợ chồng mình sẽ giữ làm kỷ niệm. Mình sẽ dỡ tất cả dưới này và thay ngôi nhà này vào. Ôi, anh làm em bất ngờ quá. Nhà to thế này lấy đâu tiền mà xây hả anh? Thì tiền tích góp của vợ chồng mình này, và mình vay thêm một chút nữa, và có một người ấy hứa là sẽ giúp mình. Ai đi anh? Bí mật. Dạ, đại ca cho gọi em ạ. Em chào anh. Hàng sắp về rồi. Mày gọi người của mày đi. Vâng. Để em về lấy cái điện thoại. Không cần, lấy máy tao mà gọi. Dạ. Anh cho em mượn điện thoại. Bật loa ngoài. Alo. Alo. Ai đấy? Alo. Tao Hùng Nhỏ đây. Hùng nào? Gọi gì sớm thế? Hùng Nhỏ K3, Trại Xuân Lập. Thích ăn rau muống. À rồi rồi, con lợn. Sao dùng số này? À, mà vụ kia thế nào rồi? Đủ hàng chưa? Có tầm 1 tạ. Chuẩn bị hưu đi là vừa. Ok,
Mà mày đang ở đâu đấy? Ở đâu hỏi làm gì nhiều? Có gì tao gọi sau nhá. Em gửi. Mày khá lắm. Anh có chuyện gì không vui hả? Ừ. Thằng Hoàng đang làm một vụ to lắm. Ồ, cơ quan muốn nhiều vụ to nhỉ? Thằng kia, chuyện cơ quan sẽ có nói léo. Mà chuyện này thì có dính gì anh không? Đúng bất thói đàn bà. Thời điểm này đang xin từng phiếu, thế mà trời thương nó cho không có cái vụ đốc như thế này. Nhưng mà anh lo gì? Mấy đứa đó làm sao đấu lại anh? Nhà mình có dàn bố khủng như vậy thì lo cái gì chứ? Mẹ ơi, dàn bố khủng là gì vậy? Thôi đi, xem chuyện người lớn làm gì. Chỉ có nói lẹo. Đi lên học bài. Nhanh. Nghe không? Đi lên. Này, mẹ bảo bà. Lại đây, lại đây, lại đây. Lại đây. Đưa điện thoại cho mẹ. Đưa cái điện thoại cho mẹ. Cái vụ Đức cơ hả? Không. Cụ chống lưng cho một loạt doanh nghiệp sân sau chỉ định thầu với chúng nó. Chúng nó trúng một loạt dự án, và trong khi đó năng lực liều tiêu, cướp cơm không một loạt thằng. Thật là chúng nó sôi máu điên lên. Lần này chuẩn bị đại hội nhé. Yeah. Một quay vào nó đập tơi bời trên mạng thế kìa. Phây ấy. Mà nó bỏ lên Facebook thì sợ gì? Rột. Ngu đến thế là cùng. Ừ. Tôi nói cho bà biết nhé. Bây giờ ấy, cái bọn đếm tầng bây giờ nhiều như lợn con. Chúng nó hàng ngày hàng giờ canh tin, trông phây. Việc của cụ là bị một cái thằng đầu nghìn like nó đưa tin báo chí vỡ được, nó quay vào vụt tơi bời, không cẩn thận vụ đấy mất cốt. Mẹ thế mà có chuyện lỗ nhỏ thuyền đắp là ở chỗ đấy đấy. Chắc bố chi cũng nhiều tiền. Hay là mình bơm thêm cho bố đi. Thông minh nhỉ. Tôi xin bà, ông ấy đang thất thế. Mình dây dưa vào không có thật là chết oan. Nhớ, không có thật là cháy thành vả đấy. Giỏi thủ suy, khôn phủ thịnh. Đám đệ tử đàn em bây giờ nó cũng giãn ra rồi, nó sợ chết oan. Thế thì bây giờ vợ chồng mình cứ bình tĩnh, nghe ngóng xem tình hình thế nào đã. Còn mỗi bố Hồng, chỗ tin cậy nhất, cuối năm về hưu, hết khóa. Công lực kém rồi, nói bây giờ chẳng đứa nào nó nghe. Còn mày nữa, ở đâu rồi xuống đây ngồi cái mặt đăm đăm vậy hả? Cái mồm mày đâu? Bố mẹ lúc nào cũng công việc và tiền thôi à? À. Đi lên! Còn với trả cái.
tin đấy. Thành Lâm, lúc đi ai ký công lệnh, mà lúc đi có ai ở cơ quan biết không? Sếp Tuất ký. Sầm tối sếp có gọi em lên phòng bảo là đi công tác sớm. Lúc đấy mọi người về hết rồi nên không ai biết đâu. Em cũng không biết là có việc gì, chỉ bảo là gọi điện cho anh. Mà ông Vũ đâu? Em tưởng là anh với ông ấy là biết ít thì mới thọ lâu. Đừng hỏi những cái việc gì mà mình không cần biết. Chỉ cần mày lên đây làm theo lệnh thôi. Ok anh. Chị ơi, lúa sắp vào vụ, chị bán thế nào? Các chú thu mua à? Bọn em ở dưới huyện lên. Năm nay lúa có được mùa không chị? Cũng tạm, các chú có mua nhiều không? Bọn em mua nhiều, bán lại cho vượng lúa ở dưới Phú Thịnh. Giá chị bán thế nào à? Các chú mua kiểu gì? Mua ở ruộng một giá, mua ở bao một giá. Mà các chú mua tươi hay khô? Bọn em mua bao khô, với số lượng lớn. Thấy bảo trang trại của nhà ông chứ có số lượng lúa lớn lắm phải không ạ? À? Biết ông chưa à? Ông ấy có chục hecta đấy. Đường đi vào đấy đi đường nào ạ? À? Hỏi làm gì? Vào đấy mất công. Sao lại thế ạ? À? Ông ấy không bán cho người lạ đâu. Chồng thì phải bán chứ chị. Ông ấy chỉ bán cho thương lái Trung Quốc thôi. Người lạ ông ấy không cho vào đâu. À. Sao vậy? Sao lại không cho người lạ vào? Không biết thì cứ thử mà đi. Chị ơi, xung quanh chỗ này có chỗ nào cho thuê trọ không ạ? Các chú mới vào đây à? Dạ vâng ạ. Vâng, bọn em vào vùng này lần đầu tiên. Trông các chú không giống dân buôn lúa. Sao chị hỏi vậy? Trông chân tay các chú nõn nà thế kia, nói nghe buồn cười. Ồ. Chị cứ như là công an mật ấy nhỉ. Thôi, bọn em không làm phiền chị làm nữa. Bọn em xin phép đi đây. Chào chị nhá, cảm ơn chị. Lưu. Dạ. Hai thằng kia hỏi mày đấy. Chúng nó hỏi về bác Trư nhà cháu nhiều lắm. Chắc là công an đấy. Phải gọi cho bác Trư ngay. Dạ vâng. Những một tuần như thế này là không được. Anh là chỉ huy cơ mà. Thế là thế nào? Phải chăng cậu Triều không tin tưởng, nghi ngờ anh Lâm đồng đội? Trách nhiệm thuộc về anh Hà. Lão Toát cử thằng Vũ với thằng Lâm đi mượn kim. Nếu mà có thằng Vũ đi thì em yên tâm. Thằng này nó làm việc rất có trách nhiệm. Với lại nó cũng chơi khá thân với thằng Triều anh à. Nhưng tao nghĩ mãi không dễ dàng tiếp cận đâu. Mà cứ lòng vòng ở bên ngoài dễ lộ thân phận lắm đó. Biết làm sao được. Nếu bây giờ mình không ém sát, nhỡ có sự cố trở tay không kịp. Lúc nãy tao có hỏi, Lão Toát bảo cứ yên tâm, trinh sát đội 3 đang tìm cách tiếp cận lãnh địa của thằng Trư. Chẳng biết như thế nào.
Sao giờ này bố chưa về? Mẹ ơi, con đói lắm rồi. Con chờ một xíu nhá. Bố đã nói là bố đang về rồi mà. Cứ nhắc bố là bố hát xì hơi đấy. Nói lắm rồi. Bố về rồi đấy. Bố về rồi đấy. À, bố về. Con trai của bố. Nãy giờ Bi đói, nó cứ nhắc bố mãi đấy. Ờ, à, thế à? Bố xin lỗi nha. À, bố lên thay quần áo rồi bố xuống ngay. Nha. Bố thay quần áo nhanh lên, con đói lắm rồi. Rồi, bố xuống nhanh, nha. Bên thằng Hùng đã lo đủ hiểu chưa? Nay mai hàng về. Vâng, để em hỏi nó. À, mà anh tính giao hàng ở đây luôn à? Mày điên à? Giao hàng bên ngoài, cách xa trang trại. Tiện hàng xong, đường ai nấy đi. Mày kêu thằng Hùng về chuẩn bị tiền năm. Cử hai thằng thạo việc theo nó. Nhớ tìm thằng nào nó chưa biết mặt. Bám sát. Xem nó diễn trò gì. Vâng ạ. Mày cứ để nó đi xe khách, người của mình sẽ lên xe trước. Hiểu chưa? Vâng. Đại ca đúng là cao đòn thật. Có thế mà em không nghĩ ra. Đời đã dạy tao, cha tin bố con thằng nào hết. Mấy hôm nay thằng Hùng thế nào? Dạ nó vẫn thế. Luyện võ suốt ngày đại ca. Mấy con hàng kia nó chén chưa? Dạ chưa. Nó bảo là không thích nên nhường lại cho. Cho ai? Dạ cho em và mấy thằng bảo vệ. Mày ngu. Dạ. Mày ngu chứ được. Em xin đại ca. Mày tưởng tao đem hai con kia về giải sầu cho nó chắc? Dạ em xin đại ca. Em biết lỗi của mình rồi ạ. Bẹ mày. Tao bắn đát sọ cho mày hết bây giờ. Cút ngay. Dạ. Đúng là lũ ngu. Em nói thật, tuy em là thằng mải chơi, thỉnh thoảng có bóng bánh, nợ nần tùm lum, nhưng em chưa bao giờ làm gì mà phải ăn năn dằn vặt như bây giờ. Anh em mình đã là lính thì ai cũng phải dưới trướng một người. Nhưng việc tính toán này nọ là việc của các anh. Em là cái thằng ngồi xuống đất không cần trải báo, bổng lộc gì đâu mà bây giờ dính vào những chuyện như thế. Thế cưỡi hổ rồi cu ạ. À? Định rẽ à? Muộn mất rồi. Chú sau này chú còn lên chỉ huy, đời còn dài, tương lai còn rộng. Em thì cần cái quái gì. Anh thấy chú nhanh quên thật đấy. Nếu như không có anh và các anh ở trên đỡ thì bây giờ những cái khoản nợ và thẻ ngành của mày tính sao? Có khi bây giờ đang nằm ở trên bàn của sếp Hoạch. Em chỉ đùa anh thôi. Chứ em biết anh đỡ cho em nhiều vụ. Được rồi, đợt này đi ý, cần sai bảo gì anh cứ nói với em. Sang đây có nhớ em Hằng nhà bố Tuất không? Anh. Em ơi. À anh ơi. Lần này mình sang đây là bảo vệ nó thật à? Lạ nhỉ? Em hỏi anh thế thôi.
Chứ em biết thừa chuyện gì rồi. Sang đây được 3 ngày rồi mà chả có thông tin gì để báo về nhà. Không biết ngày mai tính thế nào đây. Anh không quen ai ở Mường Kim à? Thì cũng quen vài người, nhưng mà nó lại ở huyện khác. Ơ, xong. Cẩn thận nhé. Chào các con. Hỏi cô giáo có ở trên lớp không? Tuyết ơi, có ai hỏi kìa. Chào các cô. Chào cô. Tôi chào hai anh. Không biết là hai anh đến đây có việc gì ạ? Chúng tôi được anh Khải ở phòng giáo dục bên Mường Kim giới thiệu sang đây để gặp hai cô. Nghe nói trước đây anh Khải có học với cô giáo ở trường đại học sư phạm. Vâng, anh Khải trước học cùng chúng em. Anh Khải còn là lớp trưởng nữa đấy ạ. Anh Khải dạo này thế nào rồi ạ? Lâu lắm rồi bọn em cũng không gặp anh. Anh ấy vẫn khỏe và gửi lời hỏi thăm các cô. Dạ, vậy thì mời anh qua nhà bên rồi mình nói chuyện nha. Ê, ô anh à, gọi em sớm đấy. Thế hôm nay không dậy sớm để luyện võ à? Em có, lại quay vào ngủ tiếp. Có chuyện gì à? À, anh chiêu cho mày về để gặp bạn để chuẩn bị tiền. Khi nào có hàng, tao sẽ gọi. Ô thế à? Thế không giam lỏng em nữa à? Em thấy kinh những sếp của anh ấy. Thì lão ấy đa nghi, mày chấp làm gì? Thôi, lo mà lượn đi. Ra đường lớn mà bắt xe. Khoảng 10 giờ là có xe khách lên tỉnh. Chạy có ngã ba Mường Cả đấy. Về thì về. Ở đây chán như cho cắn. Mà này, có phải lên chào sếp anh một tiếng nhỉ? Vẽ chuyện. Lão ơi đang ngủ. Thôi mày cứ té đi nha. À này, cầm lấy mấy đồng mà đi đường. Thôi tiền lần trước bọn cả quyển tiêu có hết đâu. Thì cứ cầm lấy. Lại còn dĩ nhiên. Cầm đấy. À. Càng nhiều càng ít. Em vào chuẩn bị đã. Thế nhá. Vâng. Thôi thì các cô cứ sắp xếp cho bọn tôi chỗ nào cũng được. Bọn tôi đi điền dã nhiều rồi nên cũng dễ thích nghi. Có điều các cô cố gắng cho anh em chúng tôi ở gần một chút. Anh em chúng tôi đất khách quê người, lại không biết tiếng của đồng bào dân tộc, nên ở cạnh các cô giáo thì yên tâm hơn. Anh, bây giờ tính sao? Hay rồi, bây giờ mọi chuyện bắt đầu từ thằng Lử. Ở trên này họ dễ tin người thật. Thôi, cố gắng mà diễn cho tròn vai nhé. Em biết rồi. Dạ, cho anh một phòng đấy. Dạ, anh cho em xin chứng minh nhân dân đấy.
Alo, hàng sắp về rồi nhá. Yên tâm, ông này chơi được. Cứ xong tiền đi, rồi mình lên đó. Tao, công xá của tao á, cứ thêm một vài giá vào đấy là được. Anh em với nhau ngại gì? Có gì cứ gọi tao nhá. À, anh Tuất, việc xây dựng tổ bóng lót đã tới đâu rồi? Dạ, báo cáo anh, tổ bóng lót đã vào vị trí rồi. Thế đã xâm nhập được sâu chưa? Tình hình thế nào? Hiện tại thì anh em đang tìm cách tiếp cận. Trước mắt báo cáo anh là đã xây dựng được một cơ sở tại cái lớp cắm bản. Ừ, tốt. Dạ. À này, dạ. Dặn anh em á, đừng để các cô giáo mang bầu tâm sự trước khi chúng rút nha. Thủ trưởng vui tính quá. Phải tin tưởng cán bộ chiến sĩ của mình chứ ạ. À? Cậu Long đâu nhỉ? Dạ, báo cáo anh, đội 3 có chút việc Mường Kim, em cử cậu Long sang đây công tác. Đừng nói là anh cử cậu ta vào tổ bọc lót, tôi không yên tâm đâu. Ok à, tổ kia em cử Vũ Huy Lâm mà. Thế à? Đó. Được rồi, anh phải báo cáo hàng ngày và hướng dẫn nghiệp vụ cho anh em. Đừng để sơ sẩy nhé. Thủ trưởng yên tâm, việc đấy em thạo rồi. À, ba cái dự án của các anh ở đây vốn đầu tư mấy trăm triệu đô. Dạ. Phải nói rằng anh là nhà đầu tư lớn nhất của tỉnh. Tỉnh trải thảm để mời chào các anh. Dạ. Quan Linh cứ làm các công tác thủ tục và triển khai hồ sơ xin phía bộ. Dạ. Thế còn địa phương chúng tôi thì hoàn toàn ủng hộ các anh bằng cả hai tay. Dạ thưa anh, có sự hỗ trợ của anh thì lo gì tập đoàn chúng ta không thành công đâu nhỉ. Giới thiệu với anh, Tú, tiến sĩ luật. À, tôi nhập anh về. À, bây giờ là trợ lý riêng của tôi. Ừ, Tú sẽ chuẩn bị toàn bộ hồ sơ giấy tờ trình anh, chỉ mong anh ký cho vào ngày sớm nhất ạ. Dạ. Tuổi trẻ tài cao. Được đi tháp tùng xếp đức thế này chả mấy mà thành danh em ạ. Em không dám ạ. À, tôi lại vừa đi công tác ở châu Âu về, có chai rượu nhiều năm tuổi. Ừ, biếu anh để anh tiếp khách. Đấy, anh cứ hay khách sáo. Anh em bây giờ là người trong nhà rồi. Dạ. À, anh nhận cho tôi vui. À, gửi anh nhận cho sếp. Ừ, anh vui ạ. Ừ, lần sau đừng có thế nhá. Dạ. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời ông chủ tịch tập đoàn An Linh lên phát biểu cùng nhân dân. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo xã, tập đoàn An Linh có một chuyến đi dọc tuyến phía Bắc đến với bà con. Chúng tôi rất vui được lãnh đạo Đảng ủy ban nhân xã tạo điều kiện để cho tập đoàn chúng tôi chia sẻ những phần khó khăn đối với bà con trong xã. Sau đây trân trọng kính mời các hộ gia đình chúng ta lên sân khấu để nhận những phần quà, những tấm lòng từ cán bộ công nhân viên của tập đoàn An Linh. Tiếng bắt xe đi luôn. Nhưng mà chắc chưa mai mới tới nơi được. Ok.
Yến, bà có đi học luôn không? Bà đi trước đi. Mình đi. Alo. Alo. Chào em. Mình có thể gặp nhau một lúc để nói chuyện được không? Được. Ý của em là được. Anh cần kín đáo một chút. Em có thể tìm một rạp chiếu phim rồi mua trước cho anh hai vé được không? Được. Này, đi học thôi. Đi. Tình hình Mừng Kim thế nào? Đã kết nối được trong ngoài chưa? Dạ. Báo cáo giám đốc đến thời điểm này thì chưa. Nhưng đã có cách tiếp cận với khu trang trại rồi. Anh đăng ký xem. Trước mắt thì cái tổ bọc lót ấy đã xây dựng được một cơ sở ở một cái lớp cấm bản. Dạ. Ở gần cái khu trang trại ấy đang nắm tình hình và có thông tin là... Là sao? Dạ. Có thông tin cho biết là ở trong mới có một người dạy võ cái đám bảo vệ ấy. Theo em nghĩ thì có khi chính ý là cậu chiều của mình đấy ạ. Cứ phải phá án thế nào anh hả? Báo cáo chưa có gì mới. Chúng tôi vẫn đang chờ. Hiện tại cậu chiều đang ở Hà Nội theo một yêu cầu của tên Trư. Sao ạ? Ở Hà Nội? Thế này là thế nào ạ? Như anh Tuất vừa nói là chỗ kia vẫn dạy võ trong trang trại. Thế này là thế nào? Việc cấm người bên ngoài mà trinh sát di chuyển đi, mình không hề hay biết gì cả. Thế thì sao gọi là bọc lót là yểm trợ? Dạ, báo cáo giám đốc. Hiện tại tổ bọc lót chưa tiếp cận được với trang trại, cho nên không hiểu được mọi diễn biến bên trong trang trại. Là chuyện rất bình thường ạ. Nhưng mà lẽ ra cái việc này anh Hà phải báo cáo cho mọi người biết thì mới đúng chứ ạ. Thế này thế nào anh Hà? Cách đây một tuần, cậu Chiều có điện cho tôi, đề xuất là chưa công bố thông tin này sau khi biết có một tổ trinh sát ở bên ngoài. Những một tuần như thế này là không được. Anh là chỉ huy cơ mà. Thế là thế nào? Phải chăng cậu Chiều không tin tưởng, nghi ngờ anh em đồng đội? Trách nhiệm phải thuộc về anh Hà. Anh phải nói cho cậu Chiều biết để phối hợp trong ngoài hành động thống nhất với nhau, đạt hiệu quả cao thì mới đúng chứ. Theo tôi, việc cậu Hà không thông tin cho mọi người biết, đấy là điều không nên. Anh à, anh nói rõ cho tôi nghe xem nào. Báo cáo, sau vụ bắt thằng Vinh, sâu chuỗi với cả một số cái sự kiện khác, nên cậu Chiều có đề xuất tôi chưa thông báo việc cậu ta rời khỏi trang trại và cho rút tổ bọc lót về. Thắng, bổ sung thêm thông tin đi. Dạ, báo cáo giám đốc. Theo thông tin mà tôi được biết thì sau khi lên Mừng Kim được 3 ngày, đồng chí Vũ được điều đi làm việc khác. Việc bám trang trại chỉ còn lại một mình đồng chí Lâm, và sau đó đồng chí Long được điều sang. Anh Tuất. Dạ. Thế là sao anh Tuất? Dạ. Tại sao anh rút cậu Vũ đi? Anh điều quân kiểu gì đấy? Dạ. Xin giám đốc bớt giận ạ. Thú thật với giám đốc là hôm mới sang, anh em bên đấy không biết bấu ở đâu. Em rút ruột quá, em đành chia làm hai mũi. Kiểu cậu Vũ đi nắm thông tin về tên trùm và tìm cách tiếp cận với trang trại. Thế còn điều cậu Long đầu đinh sang để làm gì?
Báo cáo anh, vụ án lần trước còn có một đầu việc bên Mừng Kim chưa xác minh được. Em cử cậu Long Đồng Đinh sang đấy để xác minh. Thì em tính là sau khi cậu Vũ nắm được thông tin, nắm tình hình đầy đủ rồi thì bàn giao lại cho cậu Long, rồi cậu Vũ rút về hỗ trợ cho tổ cậu Lâm ạ. Theo tôi, hiện giờ chưa có việc gì, ta nên rút tổ của cậu Lâm về. Để ở bên ngoài nguy hiểm lắm, lỡ xảy ra lọt lộ thông tin ra bên ngoài thì hỏng hết. Còn ai có ý kiến gì khác không? Hôm nay tôi nghiêm khắc phê bình anh Hà vì cái lỗi ém thông tin. Anh đã vi phạm vào chế độ báo cáo thông tin. Lính tráng thì người ta có thể không thích nhau, thậm chí ghét nhau. Nhưng mình là chỉ huy, mình không thể chạy theo như thế được. Mình phải là trung tâm đoàn kết của anh em chứ. Anh Tuất đó, anh điều quân kiểu gì? Rất khó hiểu. Nhiệm vụ quan trọng như thế mà anh thao tác rất bừa bãi, không thể chấp nhận. Em tiếp thu ạ. Nếu chuyện này còn xảy ra, tôi sẽ kỷ luật đấy. Mà tháng này anh Hà, anh Tuất nhận cờ xanh đi. Còn cái việc người của ta đã rút khỏi trang trại rồi, cho nên không cần cái tổ bọc lót nữa, rút hết về đi. Chúng mày ở đâu? Lên cái bản này làm gì? Chúng mày vừa ở lớp cấm bản xuống phải không? Ờ, phải thì sao, mà không phải thì sao ạ? Thằng này lão nhở? Ôi, mày nhanh nhanh. Tình hình biên giới như thế nào rồi? Dạ, dọc chuyến từ Lào sang, tất cả đang an ninh bất động. Kỳ này tụi nó đánh mạnh quá, hở thằng nào bắt thằng đấy. Em tính chuyến này hàng từ Cam vào Nam, còn lại là khách lo. Tốt, lòng vòng như thế là tốt đấy. Bọn chúng không thể nào đoán ra được. Cứ chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đi. Chuông reo là bắn. Lần này tận 2 tấn đấy nhá. Dạ, em hiểu rồi. Anh đeo quả khẩu trang trong rạp luôn đấy à? Anh xin lỗi, tại vì anh có đuôi. Anh làm gì mà bị người ta theo dõi? Chuyện dài lắm, đến một lúc nào đó anh sẽ nói với em. Em cứ tin, bạn của em chắc chắn không phải là người xấu. Dạ em nghe. Mình mà mạnh tay quá, nhỡ bọn nó thịt thằng kia thì sao? Thấy ạ? Việc anh em thông tin
Tôi không thể nào hiểu nổi. Báo cáo anh, thật ra tôi rất áy náy về việc này, nhưng qua điện thoại không nói được hết ý. Vụ thằng Triều nó đề xuất xin chưa công khai việc nó ra khỏi trang trại. Tôi nghĩ chắc chắn là nó phải có cái lý do hợp lý nó mới đề xuất như vậy. Còn với con người nó rất là kín kẽ, thận trọng. Nhưng đó là chuyện gì? Báo cáo anh, nó nghi thầy Tuất phá đám. Sao? Sao nó lại nghĩ thế nhỉ? Tôi cũng chưa chắc lắm. Thực ra tôi cũng đã thoáng nghĩ đến điều đó, nhưng chưa có cơ sở. Không cẩn thận nhìn gà hóa quốc, rồi nó sẽ phá vỡ hết sự đoàn kết nội bộ. Dạ, tôi hiểu. Chẳng qua chỉ là những linh cảm không hay thôi. Linh cảm như thế nào? Dạ, chỉ về đơn vị tôi thôi. Hình như các ông phó của tôi đã bước vào cuộc đua thay tôi. Việc này bên tỉnh cũng đang ép tôi đấy. Nhưng mà ý anh là trong cuộc đua này sẽ xảy ra những chuyện bất ngờ? Tôi cũng chưa chắc lắm. Chỉ là những cảm giác không ổn thôi. Theo anh thì giữa thằng Tuất với thằng Hoàng như thế nào? Hoàng thì hơi chậm, cầu toàn, ít sáng tạo trong công việc. Bản chất cậu ta thì hiền lành, sống dĩ hòa vi quý, được lòng anh em. Còn Tuất sắc sảo, nhưng sao? Nhưng có vẻ hãnh tiến và nhiều thủ đoạn. Ngày xưa trước khi về hưu, sếp mình đã từng nói là dùng thằng Tuất như dùng dao, đứt tay có ngày chẳng hay. Nhớ chứ sao không? Thực ra thì tôi đang rất lo về đội ngũ kế cận anh em mình. Chỉ tiếc là đám thằng Triều, thằng Thắng còn trẻ quá. Chứ nếu không á, chỉ có nó mới xứng đáng cầm cái ở cái đơn vị mũi nhọn này. À, tôi hiểu. Thật ra tôi rất tin vào bọn trẻ. Đám thằng Thắng, thằng Vũ, thằng Triều chỉ cần dăm ba năm nữa thôi, anh có thể có trong tay một đồ ngũ chỉ huy ngon lành. Chúng rất nhiệt huyết với công việc, nhưng quan trọng là làm việc với cái tâm trong sáng, vì người dân, vì ngành. Ngày đó thì tôi cũng nghỉ hưu được mấy năm rồi. Sếp mới thì sẽ có cách nhìn và cách dùng người khác ta. Nhưng mà thôi, còn cái việc ở đơn vị anh ấy, anh hay cứ đứng trung dung đi, không nghiêng về ông phó nào cả, để cho họ phải tự phấn đấu, tự cố gắng để tích điểm. Cái giỏi của nhà tổ chức ấy, là làm cho ai cũng cảm thấy mình có cơ hội. Vâng, tôi hiểu. Dạ chào anh, chào chị. Thưa anh, hôm nay đồng loạt các báo, từ báo chính thống cho đến báo điện tử, đều đưa tin về hệ thống các cửa hàng điện tử Huy Đạt đã bị công an niêm phong và khám xét rồi ạ. Tay Tuất này làm ăn chuyên nghiệp đấy. Dạ, không dừng ở đấy đâu ạ. Ngày mai sẽ là loạt bài làm bung bét hết tất cả các dự án treo của Huy Đạt. Em nghĩ chỉ cần trong vài ngày tới đây thôi, tên Hùng sẽ hạ mình để mời anh Huy nhận gói thầu ạ. Dự án của thằng Quy nó chỉ là một bài toán để chúng ta test thôi. Nó không phải là cái dự án trăm tỷ. Phân tích kỹ đi xem nào. Dạ em hiểu rồi. Đó đơn giản chỉ là một bài test để coi trong họ có ta như thế nào, có phải không ạ? Ừ. Phân tích tiếp đi. Dạ em nghĩ là qua cái bài test đó cho họ biết
về vị thế của ta như thế nào, cũng như là những khả năng tiềm lực thật sự của ta, qua đó để làm việc với gói thầu của anh Quý. Thông minh lắm. Dạ. Bé Lư, ra chú nhờ một chút. Chiều nay cháu có vào trong trang trại không? Đưa hộ chú cái này cho người dạy võ nhé. Anh Lâm, có chuyện gì đấy ạ? Anh trêu cháu nó một chút thôi. Các con chưa nghe được tiếng của người kinh đâu. Anh có cần em phiên dịch cho không? Không cần đâu. Thôi cô giáo vào nhà chuẩn bị ăn cơm. Có lẽ lát nữa bọn tôi phải xuống huyện mất mấy ngày. Xin phép các cô luôn. Vâng. Thế thì mình lên trên nhà ăn cơm để cho các anh còn đi có việc nhá. Với lại hôm nay cảm ơn các anh đã bổ giúp chị em chúng em đống củi to quá. Không có gì. Thế nhé. Con đi về đi. Sao cô? Có gì cho chú? Gì đây? Ủa mày đang ở đâu? Ra đầu cùng ấy. Chẳng biết là các anh ấy có chuyện gì, tự nhiên lại đi vội vội vàng vàng như thế, lại còn đem hết cả đồ đạc đi nữa chứ. Các anh ấy phải lên huyện mấy hôm để tìm lại dữ liệu bị mất, rồi sẽ về sớm mà. Các anh ấy ở đây đang vui, bây giờ tự nhiên lại đi, chị thấy buồn quá. Cô mấy hôm nay chúng nó đâu? Các anh mới lên huyện để lấy số liệu về báo cáo ạ. Chúng nó đây làm cái gì? Các anh ấy là giáo viên ở dưới Hà Nội, lên đây làm đề tài khoa học ạ. Chúng nó là chồng các cô có đúng không? Không, họ được bạn tôi giới thiệu đến đây thôi. Họ ở đây được mấy hôm chứ cũng chưa đi đâu ạ. Chuyện gì đấy các anh? Này! Xuống xe! Có chuyện gì đấy các anh? Chúng mày ở đâu? Đến cái bản này làm gì? Bọn tôi là giáo viên ở bản. Chúng mày vừa ở lớp cấm bản xuống phải không? Phải không? Bình tĩnh anh ơi! Anh ơi bình tĩnh anh ơi! Phải thì sao? Mà không phải thì sao ạ? Còn mãi à mày? Thằng ấy láo nhở? Anh ơi! Từ từ anh có gì từ từ nói ạ? Anh ơi tôi bình tĩnh ạ! Anh ơi! Đúng rồi! Này! Có gì từ từ nói ạ. Đứa nào viết tờ giấy đây? Tờ giấy này không phải của bọn tôi. Chắc là các anh nhầm được. Anh ơi, nhầm. Bác Tài, mở cửa xe. Dừng lại!
ra đi. Tao là bố chúng mày. Ôi, mình gọi công an, báo công an đi. Gọi công an đi, gọi công an đi. Sắp đánh nhau mà. Hai người đi đi. Đi ngay đi. Quá. Trời ơi, sao tôi lại nhục thế này? Im cái mồm đi, nhục cái gì mà nhục. Võ thật, bộ đức mà đen quá. May mà anh em mình không va phải thằng này. Hôm nay mà không có ông ý thì ông bị mấy thằng kia băm viên rồi. Đúng là cái đồ. Cái đồ gì? Đồ, đồ vô ơn. Chứ còn đồ gì nữa. Này, anh là còn sĩ diện à? Mày nói cho cẩn thận đấy. Quay lại xem bốn thằng nó thế nào đi, rồi về báo sếp. Thôi, cái mẹ chúng nó. Coi chồng Tuân, để ông người lo. Mày làm sao đấy? Toàn là quân nhà mình. Bắt xe ông quay lại đi. Có khi phải đưa nó đi bệnh viện cấp cứu đấy. Ừ, thì đi. Cháu gửi tiền. Tôi tuy liều tiều nhưng vẫn biết thế nào là tốt xấu nhá. Tao bảo mày ăn nói cho cẩn thận. Mày có thích? Làm sao? Anh dọa tôi à? Mày có thích ra khỏi ngành không? Hả? Ôi giời ơi, tôi mà ra khỏi ngành ấy, tôi mà đứt đi thì ối người ướt theo nhá. Đi cả đám, đi cả dây nhá. Tôi sắp đánh sợ gì nữa rồi. Anh thừa biết rồi đấy, tôi không có mồm à? Hả? Chó, khách của lão Trư này. Biết rồi mày. Sáng giờ, sáng giờ mày cuốc rồi không cậu? Sáng giờ có một cuốc thằng chó ơi. Thế nào, đi đường mệt không? Cũng bình thường anh ạ. Nãy có vụ tẩn nhau kinh quá. Ở đâu? Cách đây ba cây. Có một nhóm xuống vào đâm chém hai thằng nhà quê. Em xuống can, nó chém cả em. Tức quá, em cho bốn thằng đo đường luôn. Bọn nào nhỉ? Biết chết liền. Thôi, quay lại phòng cũ, tắm giặt rồi nghỉ ngơi. Lát anh chưa về ta bàn việc. Vâng. Mày đánh anh em tao có chết thật không? Anh chưa đi vắng. Chúng mày tự tiện sập sổ phòng người khác như thế, không có phép tắc gì cả. Nhưng đã đến đây rồi thì vào luôn đi. Còn lợn lẽ. Lợn đi, dừng lại. Mấy thằng kia, ai chúng mày vào đây? Cút. Anh, lò anh em của em gần chết. Tao không biết em mày là thằng nào,
Cái thằng mà mày đánh ở đường ấy. Mấy cái thằng ngoài đường chém người ta gần chết, tao vào can, nó chém cả tao. Thử hỏi có tha được không? Tao nói thật, bốn thằng đấy tao muốn giết thì chết lâu rồi. Đấy là tao chỉ cảnh cáo thôi. Còn bây giờ chúng mày muốn gì, tao chấp luôn cả dao đấy. Còn lợn này thôi. Chúng mày biết đấy, ông Trư mà về bây giờ ấy, thì cái mạng của chúng mày khó mà giữ ấy. Biết đấy. Cái đám đánh nhau mà em nói đây à? Hóa ra đều là người của anh Trư cả. Thần đắc tội rồi. Em chỉ nói đúng một tiếng thôi, chúng nó đã xông vào chém em rồi. Anh biết tính em rồi đấy. Cái đám cỏ rác này làm sao chịu được ba đòn của em. Thôi, nghỉ đi. Lát anh Trư về rồi nói chuyện. Vâng. Tao đi mới có mấy ngày mà ở nhà loạn thế này à? Thế mấy thằng kia bây giờ thế nào rồi? Dạ thưa anh, chuyển hết ở bệnh viện huyện rồi anh ạ. Nhưng cứ tình hình này chắc phải chuyển đi tỉnh. Vì thằng Hùng ra đòn hiểm quá, vỡ hết cả ấm chén của bọn nó. Có thằng còn bị chọc vào mắt, đến bây giờ vẫn chưa mở ra được ạ. Đầu đuôi thế nào? Dạ, ô tô đang chạy trên đường phải dừng lại vì tụi thằng Kiên chém hai thằng kia giữa đường. Thằng Hùng nhảy xuống can bị chúng nó phang luôn. Nó đánh tụi kia nhanh quá, tụi em không nhìn thấy kịp ạ. Thế chúng mày có hỏi thằng Kiên vì sao chém hai thằng kia không? Theo em biết thì là vây quạt xe trên đường, thế là Quân nhà mình phang luôn. Lúc chiều em có cho Quân vào viện để hỏi thằng Kiên, nhưng vì nó đang phải nằm trong phòng cấp cứu nên chưa hỏi được. Chắc phải vài ngày nữa anh ạ. Thế bọn thằng nào cầm dao vào chém thằng Hùng? Dạ, chính là ba thằng này à. Bọn mày đi làm phản à? Nó là khách đặc biệt của tao, tao cấm thằng nào đụng đến nó khi tao chưa bảo. Rõ chưa? Dạ. Từ giờ sắp tới dám mon men đến đây nữa, tao giết hết. Cút hết đi. Nếu mày thấy trường hợp đó xảy ra, mày có ra tay cứu người không? Thế cảnh gì ạ? Đánh nhau trên đường. Dạ. Thôi, đại ca cho em xin ạ. Em chẳng dại. Thế mà sao đại ca lại hỏi thế ạ? Thế thì thằng này có hai khả năng. Một, nó là cớm. Vì mấy thằng cớm thường hay có thói quen can thiệp chuyện ngoài đường. Nhưng mà không giấu được, chuyện đó sẽ dễ bị bại lộ. Hai là, một, nó là cớm. Vì mấy thằng cớm thường hay có thói quen can thiệp chuyện ngoài đường. Nhưng mà không giấu được, chuyện đó sẽ dễ bị bại lộ. Hai là... Là sao ấy? Nó rất chấp, dám liều mạng ra tay cứu kẻ yếu. Nhưng mà giang hồ á, thì có thằng nào đàng hoàng tử tế? Đại ca cả nghĩ quá. Mà đa nghi Tào Tháo như đại ca thì cũng mệt thật ấy. Mình đã thử nó bao nhiêu lần rồi mà đại ca vẫn chuyên tâm là sao? Không hiểu sao tao vẫn có linh cảm không lành. Mặc dầu
Nó vẫn thể hiện rất chất bộ đội bộ trảo đấy. Em ý, thì thấy thằng này ổn, không có vấn đề gì. Mà thôi anh ạ, cứ để qua chuyến hàng này. Nếu mà nó chuẩn ý, thì anh cho nó về làm người của mình. Có thằng này về ý, mình cũng vững tâm hơn. Sau này mình sẽ giao cho nó luôn cái vụ chuyển hàng cho bọn Thành Toàn. Nhưng mà tụi mày nhớ giám sát nó 24/24 cho tao. Dạ. À mà anh ơi, thế bao giờ hàng về ạ? Nội trong tuần này. À mà này. Dạ. Mấy hôm nay á, ở đây có biến động gì không? Dạ không ạ. À mà anh ơi, em nghe nói ở trên biển bản Mường Cả ấy, có hai thằng lạ mặt về ở cùng với hai cô giáo. Hai thằng lạ mặt à? Dạ vâng. Sao mày biết? Dạ em nghe thằng bọn bảo vệ nó kể thế. Gọi thằng bọn về đây cho tao. Dạ dạ dạ. Bọn, mày ra đây ngay. Dạ đại ca. Dạ dạ dạ. Dạ ông cho bọn con ạ. Chuyện hai thằng vào lớp cặp bản thế nào? Dạ mấy hôm bữa trước, thằng An Lẩu, con của con, vào đây và nó nói có hai người thanh niên lạ mặt vào ở với cô giáo ạ. Sao mày không nói tao biết? Mày cấp à? Dạ con tưởng không phải chuyện của mình nên con không nói ạ. Con nghĩ đấy là người yêu của cô giáo hoặc là chồng của cô giáo thôi ạ. Đồ ngu. Cái đầu của mày chỉ nghĩ được thế thôi à? Việc có mặt hai thằng ở lớp cấp bản là không bình thường rồi. Tuân. Dạ. Mày dẫn một bọn lên lớp cấp bản, hỏi hai đứa cô giáo kia xem bọn đó là ai. Vâng ạ. Nếu nó không nghe, bắt về đây gặp tao. Vâng ạ. Bom. Dạ. Sáng mai mày dẫn con mày vào đây gặp tao. Dạ dạ con biết rồi. Tuân này. Dạ. Tao nghe nói là hai thằng đó bị chém gần chết à? Dạ vâng ạ. Em nghe nói hai thằng đi theo dõi thằng Hùng, ngồi trên xe nhìn thấy ạ. Vậy ai đưa hai thằng đó vào bệnh viện? Cái này thì... Kêu tụi đó lại đây. Dạ, dạ vâng ạ. Hai thằng mày quay lại đây ngay. Đại ca có chuyện muốn hỏi. Chúng nó đến rồi ạ. Dạ đại ca cho em ạ. Chuyện hai thằng kia bị chém thế nào? À chúng nó bị chém vào vai, vào tay, bê bết máu ạ. Ai đưa tụi nó đi khỏi chỗ đó? Dạ đại ca, thằng Hùng nó cản thằng kia lại, còn hai thằng nó tự đi bằng xe máy ạ. Được rồi, bọn mày đi làm đi. Dạ. Hai thằng đó bị thương nặng, chắc chắn chưa thể đi xa. Cùng lắm là về trở lại dưới huyện. Tuân, mày dẫn bọn nó về đó, lục tung tất cả bệnh viện, trạm xá, nhà nghỉ, nhà trọ, xem có tụi nó hay không. Nếu có, bắt về đây gặp tao. Dạ. Mà tại sao phải làm thế hả đại ca? Mày ngu quá. Hoặc là thằng Hùng quen biết, hoặc với tụi nó là một nhóm, mới ra tay cứu giúp. Bắt được nó, đem về đây tra hỏi, sẽ biết được ông tướng này là ai. Vâng ạ. Mà thưa đại ca, thế có cần em lên bắt hai đứa giáo viên về đây luôn không ạ? Bắt hai thằng kia trước, kẻo nó trốn mất. Bắt được rồi, đem về đây cho hai đứa kia nhận mặt. Vâng ạ. À mà này, mày đi ngang bệnh viện, ghé hỏi thằng Kiên, tại sao nó chém hai thằng kia. Vâng ạ, em đi luôn ạ. Đi đi. Hai đứa theo nó. Anh Lâm. Ai vậy? Chắc là ông Triều.
Ừ, anh đây. Có chuyện gì? Sao? Bị chúng nó săn à? Thế bây giờ đang ở đâu? Trong công an huyện à? Ừ, thôi được rồi. Cứ yên chí ở đấy nhá. Chuyện gì vậy anh? Không, chuyện cơ quan mà. Anh ạ. Vâng, chào thủ trưởng ạ. Em Tuất đây ạ. Dạ vâng ạ. Dạ. Báo cáo anh, tổ thằng Lâm trên đường rút về bị bọn thằng Trư đánh cho một trận, trọng thương. Dạ. Bây giờ đang nằm trong công an huyện ạ. Dạ. Vâng ạ. Vâng. Dạ, dạ, dạ. Vâng. Mẹ kiếp, giật một lúc ăn hại đói nhá. Thưa đại ca. Nói đi. Em đã cho quân lục tung cả bệnh viện thì biết được chúng đã bỏ đi. Em đã cho kiểm tra tất cả các nhà nghỉ, nhà trọ, khách sạn trong thị trấn, nhưng cũng không thấy gì ạ. Đồ ngu. Tại sao mày không kiểm tra các tuyến về tỉnh hay là sang Hưng Hóa? Dạ có chứ ạ. Gần sáng tìm các huyện không thấy, bọn em đã tản ra săn dọc quốc lộ 76, 54 và các đường sang Mường Túc, La Phù, nhưng vẫn không thấy tăm hơi của chúng ạ. Thế thì bọn này có thể trốn đâu được nhỉ? Mày cho mấy đứa lên đó dẫn hai cô giáo về đây, dò hỏi bọn thằng Kiên coi. Dạ, em đã trực tiếp hỏi bọn đi cùng thằng Đức, thì bọn nó bảo chỉ thằng Kiên bảo đi tìm hai thằng trên lớp con bản, nhưng không thấy nó nói tìm hai thằng đấy để làm gì ạ. Sao mày không hỏi thằng Kiên? Thằng Kiên nó bị thương nặng lắm ạ. Bác sĩ nói nó bị vỡ tinh hoàn, tổn thương mắt, thiếu chút nữa thì bị mù vĩnh viễn. Nó vẫn nói được chứ? Dạ không ạ. Nó còn bị một đòn vào cổ, đến bây giờ vẫn chưa nói được. Mẹ thằng này, nó ra đòn ác thật. Giờ nó ở đâu? Dạ, nó vẫn ở dưới khu nhà nghỉ ạ. Chẳng nào ạ? Sao lắm? Tôi lại xem tối qua nó làm gì. Tối qua lúc nói chuyện ngoài sân khoảng mấy giờ? Dạ, lúc đó khoảng hơn 9 giờ. Tôi đến khoảng nó xem. Dạ, lò tắm, nước bắn tung tóe vào camera, không nhìn thấy gì ạ. Mẹ nó. Tao sợ nó nghe được Vũ nói chuyện ngoài sân nên đã báo cho bọn kia trốn. Tụi mày xem tất cả hình ảnh của các camera ngoài, có gì lạ báo tao ngay. Dạ. Thưa đại ca, em lên trường bốc hai con giáo viên về đây cho anh ạ. Làm liền đi. Dạ. Con chào ông ạ. Ừ. Con bố bợm đây à? Cho ông hỏi nhé. Hai người ở trên lớp với cô lâu chưa con? Ông hỏi thế nó sợ đấy ạ. Nó không nói gì đâu ạ. Hôm qua con hỏi nó rồi. Nó bảo hai người đó ở với cô giáo. Họ
đưa cho nó mảnh giấy. Giấy à? Nó đâu? Đưa cho tao. Mày cầm mà. À con nhớ rồi ạ. Đành như tờ giấy đấy đưa cho Kiên ạ. Thằng Kiên à? Như vậy chắc chắn hai thằng này đã bị bọn thằng Kiên chém. Chúng mày còn ở bệnh viện không? Ừ. Hỏi bọn thằng Kiên á, hai thằng bị tụi nó chém có phải là bọn trên lớp cắm bản không? Nhớ lục soát kỹ mấy thằng bị chém, xem có mảnh giấy nào hay không. Bằng mọi giá kiếm cho được mảnh giấy đó cho tao. Rõ chưa? Ông hỏi con này, hai người đó nhờ con đưa tờ giấy cho ai? Ừ? Dạ, tờ giấy đấy con hình như hai người ấy nói tiếng Kinh nó không hiểu gì ạ. Ô con mày, biết đi. Dạ. Tao nghe đây. Này, mày xem thằng nào đỡ đau ấy, đưa xuống chỗ đánh hôm qua. Tìm bằng được mảnh giấy có rơi ra hay không? Ừ. Đại ca, em đưa chúng nó đến rồi. Cô giáo đây à? Mày nói tao nghe, hai thằng đó là thằng nào? Hiện đang ở đâu? Chúng tôi là giáo viên, ở đây để dạy học cho con cháu không? Tao không được làm thế. Mày! Đại ca bình tĩnh, để em hỏi ạ. Hai cô nói đi. Hai thằng mấy hôm vừa rồi ở cùng các cô là ai? Họ là giáo viên ở trường lao động cộng đồng, lên đây để làm đề tài khoa học. Nếu mà không tin chúng tôi, các ông về trường của họ ở dưới Hà Nội mà hỏi. Thế hai thằng đó là bồ các cô à? Ừ, đúng rồi. Mà từ hôm qua đến giờ, các ông cứ sùng sục tra hỏi chúng tôi về bọn họ. Bọn họ ở dưới Hà Nội lên thì có liên quan gì đến các ông cơ chứ? Hay là các ông làm điều gì mờ ám cho... Cấp miệng! Đại ca! Mày muốn bị đòn nữa à? Ông cứ bình tĩnh, nói chuyện như người lớn đi. Chúng tôi ở đây hy sinh tuổi xuân, cắm bản để dạy chữ cho con cháu các ông, nên các ông cư xử cho phải. Có gì thì từ từ nói. Hôm qua hai thằng đấy có đưa cho thằng A Lửa một tờ giấy. Thế trong tờ giấy đó viết cái gì? Đấy là giấy thông báo họp phụ huynh tôi đưa cho A Lửa. Không biết là cháu đã về đưa cho bố mẹ chưa? Cái gì? Họp phụ huynh? Thế có việc gì mà phải hẹn gặp? Dạo này A Lửa có vẻ chỉnh màng trong học tập lắm, tôi thấy đáng lo, cho nên muốn gặp phụ huynh của cháu để trao đổi. Mày đừng ăn nói linh tinh. Chính thằng Lữ nói hai thằng đó đưa tờ giấy cho mày mà. Thì tờ giấy đó chính là do tôi viết mà. Lúc đấy anh ấy thấy tò mò cho nên lấy để xem rồi đưa lại cho thằng Lữ. Mà thôi, nếu mà các anh thấy không tin thì đi xuống dưới trường các anh ấy mà hỏi. Nghe nói trường đấy nằm ở quận Cầu Giấy đấy. Thế chúng nó xuống huyện chơi với ai? Xuống đấy thì ở đâu? Các anh ấy có nhiều bạn lắm, tôi không biết được. Với cả hôm qua hình như ở dưới Hà Nội có việc gì gấp, các anh ấy về Hà Nội rồi. Nó xuống huyện chơi với ai? Đọc tên cho tao nghe. Tôi làm sao mà biết được. Thế hai thằng ấy tên là gì? Nói mau. Hai anh ấy tên là Huy và Tuấn. Chúng mày gọi điện ngay cho chúng nó, xem chúng nó ở đâu. Từ hôm qua đến giờ
Tôi gọi điện nhưng mà có được đâu. Thôi bây giờ thế này, nếu mà có việc gì gấp thì các anh cứ đưa số điện thoại cho tôi, rồi khi nào các anh ấy về tôi gọi các anh lên để làm cho ra lẽ. Chứ bây giờ chúng tôi cũng chẳng biết nói thêm cái gì cả. Các anh thả chúng tôi về được chưa? Đưa nó đi. Dạ. Này, em chẳng hiểu gì cả. Tại sao lúc ở sân nhà thằng Trư chị lại bảo họ tên là Huy và Tuấn, rồi thì mình lại là bồ của họ? Em có nhận thấy điều gì bất thường không? Điều gì? Chị nghĩ họ không phải là giáo viên ở trường đại học lao động, mà là... Là gì cơ? Họ là công an mật. Cái gì? Công an á? Không sao đâu. Nhưng mà sao chị lại nghĩ họ là công an? Em cứ thử nghĩ xem. Họ bảo về đây để điều tra tình hình lao động dân số, nhưng mà mấy ngày liền chẳng chịu đi đâu cả, lại cứ lân la hỏi về trang trại của lão Trư, rồi hôm trước lại còn bắt quen thằng Lử. Rồi thì... Rồi sao? Hôm trước chị thấy ông Lâm đưa cho thằng Lử một mẩu giấy, nhưng mà chị cũng không rõ là trong mẩu giấy ấy viết cái gì cả. Thế sao lúc ở nhà ông Trư chị lại bảo đấy là giấy mời họp phụ huynh? Lúc đấy chị cũng chẳng biết nói thế nào nên nói liều như thế. Với cả chị cũng nghĩ là chúng chưa tìm được mẩu giấy đấy đâu. Nếu mà không thì làm gì mà thả chị em mình về dễ dàng như thế. Công nhận. Mà chị có năng khiếu làm công an đấy. Nhưng tại sao chị lại bảo họ là bồ của mình? Thì chị có nói như thế mới lý giải được việc là mình cho các ông ấy ở lớp học đến mấy ngày liền chứ. Chứ là người lạ thì ai cho ở như thế, đúng không? Mà chẳng nhẽ lại nói hai chị em mình là tay trong của công an à? Bình thường trông chị lù khà lù khù mà lần này thông minh thế. Chị chỉ nghĩ là nếu mà họ là công an thì mình càng phải giúp họ. Họ nhận nhiệm vụ dấn thân vào nguy hiểm cũng chỉ vì cuộc sống an ổn của người dân. Thế thì mình càng phải giúp họ em ạ. Này, hay là chị ghét anh nào rồi chứ gì? Em này. Thế nào? Tổ bọc lót đã về cả cho anh Tuấn. Dạ. Ông cao đồng chí giám đốc, theo sự chỉ đạo của đồng chí, hôm qua là tổ bọc lót Minh Mường Kim đã rút cả về rồi ạ. Ừ. Vâng. Nhưng mà cũng không may cho cậu Lâm với cậu Long trên đường về bị ngã xe. Em cho nghỉ mấy hôm để dưỡng thương. Bị ngã xe ở đâu? Có nặng không? Sao tôi không biết? Báo cáo anh, ngã ở Kim, nhưng mà tối hôm qua về muộn quá. Chết thật. Đồng chí Hoàng. Dạ. Lát nữa đại diện đơn vị đi thăm hai đồng chí đó. Vâng anh. Cậu Thắng, tí nữa báo đội công tác chính trị cần chuẩn bị chút quà đi thăm hỏi anh em. Và cậu báo luôn ai đi được thì đi nhé. Rồi. Ờ, có cái chuyện gì mới không? Báo cáo anh, trinh sát cho hai hàng sắp về. Họ có đề xuất gì không? Ở nhà chuẩn bị sẵn sàng. Ừ. Khi nào có tin ra thì sẽ phối hợp với Mường Kim để hành động. Nhưng mà để cho thằng Chư thoát. Rất hay, đúng ý của tôi. Vào đây. Chào anh. Thưa anh,
Chuyện của anh Quý ngon rồi ạ. Sáng nay tay Hùng Sở Công Thương gọi điện báo với em về kết quả của gói thầu. Hồ sơ của anh Quý đã trúng thầu dự án hơn 100 tỷ ạ. Dạ thưa anh, vụ này anh Tuất con nuôi xếp Hồng lập công đầu đấy ạ. Một tay anh ấy thiết kế cả, cực kỳ túc trí đa mưu. Em nghĩ là nhân cơ hội này, chúng ta nên thưởng thật là hậu hĩnh cho anh Tuất. Còn những việc khác thì khi nào xong việc mình gửi quà hậu tạ sau ạ. Còn riêng về tay Hùng Công Thương, anh nghĩ là mình có nên bơm thêm cho hắn không ạ? Có. Bơm tiếp lần hai, gấp đôi lần trước. Dạ, Quý đã bơm cho hắn rất là hậu hĩnh rồi ạ. Có cần thiết không anh? Không không không. Tiền đơn giản chỉ là con số, đừng ngại chi. Riêng với tên này, mình phải dùng uy thể hiện bản lĩnh của ta trước, sau đó quy hàng rồi dùng ân mà đãi, dùng tiền trói cho chặt. Còn nhiều việc khác nữa, có phải không anh? Thưa anh, về chuyện mình tặng xe cho bên công an tỉnh thì chuyện đó còn vướng. Vướng gì? Chả lẽ tài trợ mấy tỷ để mua xe mà còn chê à? Chỉ đơn giản là tay giám đốc không chịu ký duyệt đề xuất để nhận quà. Cái tay hoạch lửa này nổi tiếng là gàn dở anh ạ. Hâm hâm đơ đơ, chán lắm. Các em chịu khó nghĩ đi. Anh thì nghĩ là cánh cửa nào cũng sẽ có cách mở. Mà thằng cha này thì bao giờ về hưu? Dạ, em hiểu ý anh rồi ạ. Em sẽ điều tra việc này ngay. Cánh cửa nào cũng sẽ có cách mở. Mà thằng cha này thì bao giờ về hưu? Dạ, em hiểu ý anh rồi ạ. Em sẽ điều tra việc này ngay. Em xin phép. Em cũng xin phép ạ. Alo, anh nghe đây, thưa đốc tờ. Dạ, anh chị khỏe không ạ? Cảm ơn em, anh khỏe. Em thế nào? Đang thực tập ở bệnh viện 1.000 giường giữa thủ đô Paris, châu Âu, có thích không? Dạ, công việc em bên này tốt anh ạ. Em làm ở khoa nhi, với tay nghề của em thì họ cũng ngỏ ý, muốn giữ em ở lại ạ. Thế thì tốt quá. Trong khi bệnh viện Oan Linh của chúng ta chưa khánh thành, thì em cứ làm việc ở đấy, tích lũy thật nhiều kinh nghiệm. Đến khi bệnh viện 1.000 giường của chúng ta khánh thành thì anh sẽ giao cho em quản lý, được không? Dạ, em sang bên này chỉ để lấy cái bằng tiến sĩ thôi anh. Chứ dạ, xong rồi thì em sẽ về Việt Nam ạ. Sao? Có hàng ngàn người mơ được ở lại trời Tây, thì em đến hỏi em về là thế nào? Em có biết là về là một bước lùi không hả em? Tiến hay lùi ấy là do cách nghĩ của từng người thôi anh. Chứ theo em thì ở Việt Nam cũng vẫn tốt mà. Chắc là anh còn nhớ, về Việt Nam cống hiến ấy là ước mơ từ nhỏ của em mà. Nhớ chứ. Chọn bác sĩ đó, lớn lên anh sẽ cố gắng kiếm được nhiều tiền để nuôi em, chọn bác sĩ nha. Alo, anh Đức, anh Đức. Anh nghe đây, em nói đi. Em nói rồi đấy, em sẽ về Việt Nam ạ. Nhà mình cũng chỉ còn có hai anh em, mỗi người một xứ như thế thì cũng đâu có hay đâu ạ. Anh hứa là sẽ xây cho em một bệnh viện đủ tiêu chuẩn quốc tế được chưa? Dạ vâng, được như vậy thì tốt quá ạ. Dạ, em chào anh ạ. Okay, how was that?
Cheers. Báo cáo thủ trưởng, hôm nay tiểu đoàn 3 sẽ tuần tra dọc biên giới từ cột mốc 259 đến cột mốc 620. Xin ý kiến chỉ đạo. Được, đồng chí cho triển khai ngay. Rõ. Tất cả chú ý. Nghiêm. Đằng sau, quay. Xuất đất. Đã xảy ra xung đột với 5 tên, 1 tên bị thương nhẹ, 4 tên đã được bắt sống. Có 2 chiến sĩ của chúng ta bị thương, báo cáo hết. Được, tất cả các đồng chí hãy nhanh chóng đưa những người bị thương tới bệnh viện. Rõ. Các đồng chí, giải trung đi. Tôi bắt được tên này còn lành lặn. Được, đồng chí trực tiếp khai thác đấu tranh. Rõ. Còn đồng chí Tâm. Dạ. Kiểm tra tang vật thu giữ được, lập biên bản, viết báo cáo và vẽ lại sơ đồ hiện trường vụ án. Rõ. Giải đi. Giải nó đi. Ma túy đá hả? Anh tên là gì? Đồ vật giấy tờ thu của nó đâu? Hàng này các anh mang đi đâu? Mang điện thoại sang phòng kỹ thuật kiểm tra các giao dịch gần nhất của chúng. Làm mất khẩu. Nhanh. 262 222 Anh không im lặng mãi được đâu. Không khai ấy, tội nặng thêm. Khôn ngoan nhất là tố giác đồng bọn lập công trục tội. Anh ra, anh sẽ được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Anh uống nước chứ? Vâng. Lấy nước. Tôi mang hàng trong Chư. Chư nào? Nhà ở đâu? Chư ở Mường cả. Nhà có trang trại to lắm. Mấy người đi cùng với anh tên là gì? Nhà ở đâu?
Chúng nó người Trung Quốc. Tôi chỉ được thuê dẫn đường đưa chúng sang giao hàng cho ông Trư. Giao ở trong trang trại à? Không, giao ở chân đèo Cắn Tỉ. Ai nhận hàng? Khi nào giao? Thằng Tuân, người nhà ông Trư. Nếu không bị bắt thì chúng tôi đã đến điểm tập kết rồi. Tốt, tôi sẽ cho anh một cơ hội lập công chuộc tội. Anh đồng ý chứ? Vâng. Trông coi anh cẩn thận. Mời vào. Chào thủ trưởng. Thưa thủ trưởng, sơ cung thằng Vàng Khai đang mang hàng xuống đèo Cắn Tỉ để giao cho thằng Tuân, đàn em của lão Trư dưới mường cả. Thằng Trư thì tôi biết, trước đây đồn mình có bắt một vụ liên quan đến nó. Dạ. Nhưng chưa có chứng cứ. Còn việc tiếp theo như thế nào? Theo em, chúng ta đưa thằng Vàng xuống dưới đèo Cắn Tỉ, bắt nốt thằng Tuân, sau đó bắt và khám xét nhà thằng Trư. Được, lên phương án ngay. Rõ. Tắt đèn đi, tà Vàng đây. Chuẩn bị đủ tiền chưa? Cho tao xem. Hàng đâu? Trong này. Thả nhu, tất cả bỏ xuống xuống, bỏ xuống. Thả nhu, chạy bắn vỡ sợ thật này. Tất cả bỏ xuống xuống. Tất cả bỏ xuống xuống. Ừ, tất cả bỏ xuống xuống. Bỏ xuống xuống, bỏ xuống. Xuống thật lên. Thằng Trư đâu? Dạ. Nó đâu? Dạ. Nói. Nó đang trong trang trại à? Dạ. Vâng ạ. Trong trang trại có bao nhiêu người? Có súng không? Dạ. Nói nhanh. Tao không có thời gian đâu. Mồm mày đâu? Hỏi sao không nói hả? Dạ. Dạ có khoảng 20 người ấy, nhưng được trang bị súng và lựu đạn ạ. Tốt. Nếu chúng mày hợp tác thì sẽ được khoan hồng. Từ đây vào trong trang trại có bao nhiêu chốt gác? Dạ có 2 chốt thôi ạ. Nhưng người lạ, xe lạ không vào được đâu ạ. Tại sao? Vì các chốt sẽ gọi đàm báo vào trong trang trại. Quân ở trong trang trại sẽ phục đánh ngay ạ. Đây là con đường độc đạo ạ.
Tí qua cho Jack, chú ngồi trước phải diễn cho khéo, đừng để bọn chúng nghi ngờ. Tìm mình trong cơn mơ đau, vẫn ngập mắt không vui đâu. Dù dòng đời cuộn trong phong ba, lòng ta rực lửa khát khao. Tìm mình trong băng giá bao ngọt ngào, từ trong cốc nín bao cồn cao. Miền xưa quên nhớ những hẹn thề, mình ta soi bóng trên lối về. Độc hành trong những bước chân cỏ dại, đời ta không. Như bóng đêm đại ca. Miền mai, niềm tin thắp sáng bao cuộc đời. Mình đại ca, em mời đại ca vào. Tất cả đã sẵn sàng. Đồng chí nhanh chóng triển khai ngay quan. Các tiểu đội chú ý triển khai phương án chiến đấu. Chuyện gì? Dạ, lính gác ở chốt 1, chốt 2 tự dưng biến mất, không hiểu chuyện gì ạ. Ai bảo mới biết? Dạ, thằng Sơn báo về ạ. Mẹ nó, có biến rồi. Tụi bay tập hợp tất cả chúng nó lại, chuẩn bị chiến. Dạ, dạ. Có chuyện rồi dậy đi. Tiểu đội 4 chốt chặt cổng chính. Hai anh chị, tất cả đã bị bắn rồi. Yêu cầu quân chúng đều bay. Tản ra. Tuấn Hải. Ý anh như thế nào? Cho nổ súng. Nổ súng tiêu diệt.
bãi bỏ chức vụ để nhận khoan hồng của nhà nước. Vào đi. Tình hình sao rồi? Nhanh báo gấp cho tôi biết. Báo cáo thủ trưởng, tôi đã cho phong tỏa toàn bộ sào huyệt của tên Trư. Chúng ta đã tiêu diệt được 8 tên, bắt sống 19 tên. Nhưng chúng ta đã có 2 đồng chí bị hy sinh và 5 đồng chí bị thương. Sao? 2 đồng chí bị hy sinh à? Đồng chí báo cáo tiếp đi. Báo cáo thủ trưởng. Lạ thật. Nếu chúng thoát bằng cái lỗ này thì làm sao mà thoát khỏi được vòng vây của chúng ta? Thật vô lý. Đi. Tại sao có chuyện như vậy? Hắn thoát bằng đường nào? Tôi đã cho lùng sục ở khắp mọi nơi nhưng vẫn không tìm ra dấu vết của tên Trư đâu cả. Đồng chí, hãy trở lại hiện trường một lần nữa và kiểm tra thật kỹ lại cho tôi. Rõ. Ừ. Rất là nguy hiểm. Không biết ở trong kia như thế nào. Chết thật. Phen này có lẽ cháy giáo án anh ạ. Anh ạ, mình phải báo cáo giám đốc ngay. Cử một tổ sang bên đấy nắm tình hình. Nếu người của ta mà có chuyện thì phải tìm cách giải tán ngay anh ạ. Được rồi, để tôi lên gặp giám đốc. Thắng đi theo tôi. Sai lầm của chúng ta trong việc này là gì? Yêu cầu đấu tranh chuyên án buộc chúng ta phải thế. Có điều chưa lường trước được tình huống này. Rút tổ bọc lót về là sai chăng? Không, tổ ấy vô tác dụng. Bây giờ anh tính sao? Đúng là người tính không bằng trời tính thật. Bây giờ anh đi mường Kim ngay, xem tình hình cụ thể thế nào. Nếu nó đã bị úp, báo cáo tôi ngay. Rõ. Mời đồng chí uống nước. Cảm ơn. Chúng tôi đang theo một đối tượng trong chuyên án có tên cho hay là
Nó đang ở chỗ Hồng Trư mà các đồng chí bắt nó đêm hôm trước ấy. Đề nghị các đồng chí cho tôi xem được cái danh sách các đối tượng đã bị bắt giữ, xem có nó ở trong đó không. Đối tượng các anh muốn nói tên gì vậy? Hùng Nhỏ.